Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống thư hàng, chuyện cân vớt. Chương 1041, thư hàng cho ta mượn một cánh tay. Sau đó, làm Chư Thiên Vạn Giới người tu luyện phát hiện cái kia tại kiếp lôi chi hải bên trong đàn sinh cự hình đạn hạt nhân lúc, sắc mặt kịch biến. Dựa vào, đồ chơi kia là đạn hạt nhân sao? Cái này hình thể cũng quá lớn chút a. À? Không đợi Chư Thiên Vạn Giới người tu luyện kịp phản ứng, đồ chơi kia liền đột nhiên nổ tung lên cùng Tống Thư Hàng bọn người lúc ấy độ kiếp, bom hydro thiên kiếp lại khác biệt. Tống Thư Hàng đám người bom hydro thiên kiếp còn có máy bay bay tới ném bom, mà bạch tiền bối đợt thứ hai thiên kiếp biến thành đạn hạt nhân, một sinh ra liền lập tức nổ tung lên. Căn bản không cho giảm sóc chỗ trống, nổ đặc biệt lưu loát. Sau một khắc, thiên nhai tử đạo trưởng, huyền thánh giảng pháp, hình tượng, một mảnh đỏ bừng. Ngoại trừ nhiệt độ cao cùng bạo tạc, cái gì đều không nhìn thấy chính đang giảng pháp bên trong thiên nhai tử đạo trưởng ngược lại là còn tốt chỗ hắn tại huyền thánh giảng pháp trạng thái mặc dù cùng tại thiên kiếp đến tột cùng nhưng không nhận thiên kiếp ảnh hưởng liền là trong lòng hoảng hung ác cửu châu nhất hào quần bên trong trong đám đạo hữu không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước miếng thật ra đạn hạt nhân rồi mà lại cái này đạn hạt nhân hợp lý lượng có tranh lệch chút ít lớn a không biết tại sao ta liền muốn chúc phúc một cái hiến công tiền bối hy vọng hắn không có việc gì. Diệt phượng công tử nói. Dạo chơi tăng thông huyền, ngọn nến biểu lộ. Dược sư giải thích phiên dịch nói, hy vọng hiến công tiền bối bình an vô sự, ngọn nến biểu lộ cầu phúc. Lệ chi tiên tử, ngọn nến biểu lộ cầu phúc cộng 1. Bắc Hà Trân Quân, ngọn nến biểu lộ cầu phúc cộng 2. Trong đám lại là một trận soát bình phong. Hoàng Sơn Trân Quân yếu ớt thở dài, các người cái này một chuỗi ngọn nến trên nét mặt đi, căn bản không giống như là tại cầu phúc, ngược lại giống như là cho hiến công cư sĩ, điểm sáp, có được hay không. Còn tốt hiến công cư sĩ đang bế quan, bằng không hắn nhìn thấy dạng này nói chuyện phiếm ghi chép, tâm đắc có bao nhiêu nhét. Cái này mai mập khoa trương đạn hạt nhân bạo tạc về sau, đầy bình phong nhiệt độ cao cùng bạo tạc, một mực kéo dài gần hơn 10 phút đồng hồ. Rõ ràng chỉ là tại thông qua, huyền thánh giảng pháp xuất hiện ở nhìn trực tiếp, nhưng ở trận Chư Thiên Vạn Giới tu sĩ tất cả đều trong lòng phát lạnh. Bọn hắn tự hỏi, như mình tại độ kiếp thời điểm, thiên kiếp cũng tới dạng này một phát đạn hạt nhân, bọn hắn có thể chống đỡ quá khứ sao? Có người nhìn xem cũng cảm giác trong lòng bàn tay ẩm ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi vị kia áo trắng tôn giả có thể trong nổ tung như vậy sống sót sao? Chư Thiên Vạn Giới người tu luyện thầm nghĩ trong lòng. Vị kia tuấn mỹ tới cực điểm áo trắng tôn giả, cực kỳ cường hãn. Bên trên một đợt vạn đạn tề phát, đều không làm gì được hắn. Ngược lại còn để hắn nắm lấy cơ hội, phong ấn không ít thiên kiếp đạn đạo, phong tồn. Như vậy cái này sóng đại đương lượng đạn hạt nhân, hắn sẽ làm sao đối mặt? Bạo tạc nhiệt độ cao dần dần tán đi. Audio điện tử võ tấn bền. Cái kia khổng lồ kiếp lôi chi hải, tan thành mây khói. Kiếp lôi chi hải bên trong thiên kiếp chi lực Tựa hồ toàn bộ tiêu bỏ ra ở vừa rồi một kích kia, siêu cấp đạn hạt nhân bên trong. Huyền Thánh giảng pháp hình tượng dần dần rõ ràng. Thiên Nhai Tử đạo trưởng giảng pháp cuối cùng kết thúc, hắn muốn giảng nội dung đều kể xong mặc dù toàn bộ giảng pháp quá trình biến đổi bất ngờ, lại tiếng nổ mạnh không ngừng, nhưng hắn đã tận lực. Ngoại trừ Thiên Nhai Tử đạo trưởng bên ngoài, hình tượng bên trong còn có tóc dài như áo choàng rủ xuống đất tống thư hàng, trong tay ôm một đống bạch tôn giả trang bị một mặt cứng ngắc nhìn qua ngay phía trước. Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ, đã kết thúc huyền thánh giảng pháp, xem như thành công vượt qua thiên kiếp. Chỉ là bởi vì bọn hắn độ thiên kiếp là năm cộng một hình, nhất định phải các loại tất cả độ kiếp tu sĩ kết thúc, huyền thánh giảng pháp, về sau, mới có thể rời đi thiên kiếp thế giới. Cho nên, chỉ cần không chủ động tham dự vào bạch tôn giả thiên kiếp bên trong, cái kia Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ, cùng bị tâm ma kiếp bao khỏa thường viễn tử, cũng sẽ không thụ bạch tôn giả đạn hạt nhân ảnh hưởng. Mặc dù cách rất gần, nhưng vừa rồi cái kia một cỗ, đạn hạt nhân bạo tạc, uy lực, đối tống thư hàng ba người mà nói, phảng phất là hai cái thứ nguyên sản phẩm. Bọn hắn phảng phất như là tại thể nghiệm, chân thực 3D đạn hạt nhân bạo tạc hình tượng, đồng dạng, chỉ có thị giác bên trên trùng kích, nhục thân bên trên cũng sẽ không nhận thiên kiếp đạn hạt nhân tổn thương. Bạch tiền bối đâu, thất sinh phù phủ chủ hỏi. Không biết, nhưng bạch tiền bối sẽ không có chuyện gì. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình trong tay, lưu tinh kiếm, lưu tinh kiếm rất yên tĩnh, điều này nói rõ bạch tiền bối rất bình an. Lưu tinh kiếm thế nhưng là có kiếm linh phi kiếm, nếu như bạch tôn giả thật sự có nguy hiểm, nó thịt nát xương tan cũng sẽ tiến đến hộ chủ. Thiên nhai tử giảng Pháp sắp kết thúc rồi, tiếp xuống chúng ta đoán chừng cũng sẽ rời đi thiên kiếp không gian. Thất sinh phù phủ chủ nói. Thường viễn tử tiền bối làm sao bây giờ? Tống thư hàng nhìn về phía còn bị tâm ma bao phủ thường viễn tử, tựa hồ còn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Có thể sẽ theo chúng ta cùng rời đi, cũng có khả năng sẽ bị cưỡng ép lưu tại thiên kiếp thế giới đi. Thất sinh phù phù chủ suy đoán nói. Lúc này, Thiên Nhai Tử đạo trưởng giảng pháp triệt để kết thúc. Lập tức, Chư Thiên Vạn Giới trực tiếp hình tượng, chậm rãi biến mất. Chư Thiên Vạn Giới lập tức một mảnh rên rỉ, không mang theo dạng này a. À? chỉ ít để cho ta biết trước vị kia áo trắng tôn giả đến cùng thế nào a. À. Hắn kháng qua cái kia sóng kinh khủng đạn hạt nhân nổ tung không có a. À. Áo trắng tôn giả sẽ không chết a. À. Vị kia áo trắng tôn giả tại kháng cái này đạn hạt nhân thiên kiếp trước, đem mình một thân trang bị đều cởi giao cho bá tống tiền bối, nói không chừng là có hậu thủ gì. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong lòng bắt gấp, bọn hắn muốn biết cái kia áo trắng tôn giả đến cùng như thế nào, nhưng huyền thánh giảng pháp hình tượng là đơn hướng nói bóp liền bóp. Thiên kiếp thế giới bên trong. Thiên nhai tử đạo trưởng hít sâu một hơi, nhìn về phía hư không. Sau đó, hắn muốn nghênh đón thuộc về hắn cái kia một đợt, công đức chi lực, sống hay chết liền nhìn giờ khắc này. Không cầu nhiều, nhưng cầu công đức chi lực có thể triệt tiêu tâm ma kiếp. Thiên nhai tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù tại năm cộng một thiên kiếp lúc, khám phá sinh tử, đạo tâm có thể kiên định. Nhưng là nếu như tâm ma kiếp đẳng cấp quá cao, thuộc về huyền thánh cấp tâm ma, hắn hoàn toàn không có nắm chắc vượt qua đi. Lúc này, chư thiên vạn giới, nguyện lực hướng lên trời nhai tử đạo trưởng tụ lại, sau đó biến thành một mảnh công đức chi quang rơi vào thiên nhai tử đạo trưởng thể nội. Mảnh này công đức chi quang, cùng tống thư hàng, thất sinh phù phủ chủ hai người công đức chi lực so ra, đơn giản cực kỳ nhỏ. Liền cùng voi cùng chuột ở giữa khác nhau. Thiên nhai tử đạo trưởng cười khổ xong Yếu như vậy công đức chi quang, khẳng định là triệt tiêu không được tâm ma kiếp. Thư hàng tiểu hữu xem ra ta phải đối mặt tâm ma kiếp nếu như ta không cách nào vượt qua cái này sóng tâm ma kiếp, cái kia, giang quy sơn, bảo vật, liền từ ngươi cùng thất sinh phù đạo hữu chia đều đi. Tiến vào giang quy sơn bảo tàng phương pháp, ta cất giữ trong lúc ấy chúng ta gặp mặt phồn hoa đại hạ, tam thế toàn cầu chuyển hàng nhanh, nơi đó. Người ở nơi đó báo lên đạo hiệu của ta, sau đó báo lên mật mã 1314 truyền công đại pháp, là được rồi. Xuất lời, thiên nhai tử đạo trưởng cười khổ một tiếng, nhắm mắt chờ đợi tâm ma kiếp giáng lâm. Thiên nhai tử đạo trưởng, di ngôn, để thất sinh phù phủ chủ thân thể cứng đờ. Nằm thảo đợi chút nữa, hắn đều quên mình trước đó cũng cùng tống thư hàng tiểu hữu để cập qua cùng loại, di ngôn, đồ vật. Hắn lúc ấy cảm giác mình sắp chết, thế là liền để tống thư hàng tiểu hữu chuyển cáo, cửu châu nhất hào quần, bên trong các vị tiên tử, nói chính hắn đối các vị tiên tử cũng đã có hảo cảm, hoặc là thầm mến qua, đây chính là hắn một mực che giấu hắc lịch sử, ngày bình thường hắn luôn luôn một thân áo khoác đen cách ăn mặc, mang theo kính dâm, một mặt nghiêm túc, chưa từng để bất luận kẻ nào phát hiện qua hắn muộn tao bản tính. Cái kia, thư hàng tiểu hữu ta trước đó tại độ kiếp trước cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi có thể làm mình chưa từng nghe qua sao. Thất sinh phù phủ chủ nói. a à, tống thư hàng ngẩn người, sau đó lập tức nhớ tới phủ chủ di ngôn nói thật, nếu như thất sinh phù phủ chủ mình không một lần nữa nhắc lên cái này chuyện, lấy tống thư hàng tính cách, khẳng định là đem chuyện này ném tới ký ức nơi hẻo lánh, không suy nghĩ thêm nữa lên việc này. Nhưng thất sinh phù phủ chủ mình nhắc lên, tống thư hàng liền đem chuyện này một lần nữa nhớ ra rồi. Không có cách, ngoại trừ tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là não bộ nhận qua đặc thù thương thế tu sĩ, nếu không phần lớn tu sĩ trí nhớ đều rất tuyệt. Nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt, bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ về sau, thất sinh phù phủ chủ rất muốn chết. Yên tâm đi, tiền bối, con người của ta miệng rất nghiêm, sẽ không đem chuyện này nói ra. Mà lại, tiền bối người bây giờ bình an còn sống, ta tự nhiên cũng không cần đem ngài di ngôn phát đưa ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, thất sinh phù phủ chủ dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hàng, hắn rất thưởng thức giống Tống Thư Hàng dạng này hậu bối. Bất quá, vì để cho Tống Thư Hàng miệng càng nghiêm một chút, hắn cảm giác mình có cần phải lại thêm một chút bảo hiểm tỉ như dùng lễ vật cái gì chắn một cái tống thư hàng miệng. Một bên khác, thiên nhai tử đạo trưởng cảm giác mình có thể muốn xong đời thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong hư không, lại có một đợt công đức chi lực, mãnh liệt hướng thiên nhai tử đạo trưởng rót tới. Cái này một đợt công đức chi lực rất giải rác, nhưng số lượng nhiều khoa trương. Một đợt về sau, lại có một đợt, tiếp lấy lại một đợt như thế lặp đi lặp lại, trọn vẹn hơn 30 sóng công đức chi lực, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rơi vào thiên nhai tử đạo trưởng trên thân. đây là có chuyện gì? thiên nhai tử có thể cảm giác được. nhóm này công đức chi lực hiển nhiên không phải hắn giảng pháp thu hoạch. chẳng lẽ là hắn huyền thánh giảng pháp trực tiếp bên trong bổ sung lấy phát hình một trận bạch tôn giả độ kiếp hình được. cho nên ngoài định mức đạt được chư thiên vạn giới người tu luyện nguyện lực thù lao. dù sao bất kể như thế nào, có cái này một đợt thiên kiếp chi lực tương trợ, tâm ma kiếp của hắn không cần buồn. Thiên Nhai Tử đạo trưởng kích động lệ nóng doanh tròng. Theo Thiên Nhai Tử đạo trưởng công đức chi lực dung hợp hoàn tất, Tống thư hàng, Thiên Nhai Tử, Thất Sinh phù phủ chủ ba người thân thể biến mở đi, đây là muốn rời đi Thiên Kiếp thế giới, tiết tấu. Nhưng là thường viễn tử lại bị lưu tại Thiên Kiếp thế giới, chỉ sợ muốn chờ hắn vượt qua tâm ma kiếp về sau, mới có thể từ cái này Thiên Kiếp thế giới rời đi. Tống thư hàng trước khi đi, quét mắt một lần Thiên Kiếp thế giới, vẫn không có phát hiện Bạch Tôn giả thân hình cũng không biết bạch tiền bối dùng thủ đoạn gì đi khiêng cái kia đợt thứ hai thiên kiếp. chờ dưới không phải là phục sinh thủ đoạn a. hồi tưởng lại bạch tiền bối đem trang bị đều giao cho hắn cử động, đây chẳng phải là trong trò chơi thường dùng cởi sạch trang bị phục sinh về thành sao? đang lúc tống thư hàng suy tư thời khắc, trong hư không có một đoàn quang mang hạt hiển hiện, rất nhanh tổ hợp thành bạch tôn giả hình dạng hình thức ban đầu. a, à, thư hàng các người muốn rời đi, đừng a. À. Ta còn có cái kế hoạch lớn muốn ngươi trợ giúp a." À. Bạch Tôn giả hình thái hình thức ban đầu gấp kêu to. "Tống thư hàng, rời đi thiên kiếp thế giới không phải hắn có thể khống chế sự tình a." À. "Thư hàng ngươi chờ chút, cho ta mượn một cánh tay. Ta kế hoạch lớn muốn ngươi trợ giúp, phải dùng đến ngươi thế giới kia." Bạch Tôn giả kêu lên. "Chương 1042 Tống thư hàng bề bộn nhiều việc." "Tống thư hàng, cái gì?" "Bạch Tiền bối ngài muốn mượn cái gì?" vừa rồi hắn phảng phất nghe được bạch tôn giả muốn mượn hắn một cánh tay. Khó được bạch tôn giả hướng hắn mượn đồ vật trước kia một mực là hắn hướng bạch tiền bối mượn đồ vật tới. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải khôi lỗi, cánh tay loại vật này lại không thể tháo ra, mượn thế nào. Muốn chặt đi xuống A. Mặc dù hắn có tu luyện, trường sinh giả trình lâm di tích, bích hóa bên trong, tự lành, bí pháp, cái kia bí pháp nhưng treo, tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, có thể làm được đoạn chi trùng sinh nhưng hắn hiện tại mới vừa đem cái này tự lành bí pháp tu luyện tới nhập môn. Hiện tại hắn có thể trùng sinh bộ phận thân thể có hai loại, một là tóc, hai là móng tay. Cái thứ nhất công năng còn có thể tăng phát thuật trùng điệp. Mượn cánh tay, ngươi lưu một cánh tay hạ đến cho ta. Đúng, ta cho ngươi một cái pháp khí dùng để chở cánh tay. Hạt ánh sáng hình thái bạch tôn giả nói thật nhanh. Xuất lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tống Thư Hàng trong tay một cái không gian trang bị bên trong, bay ra một cái thủy tinh trong suốt hộp. "Bạch Tiền Bối, cánh tay này muốn làm sao mượn?" Tống Thư Hàng hỏi. "Không có thời gian giải thích tóm lại, trước chiếu ta nói làm." Đưa ngươi một cánh tay vươn vào đến cái này hộp, liền làm xong. "Yên tâm, cánh tay của ngươi không có việc gì, đến lúc đó ta kế hoạch hoàn thành, chiến lợi phẩm không thể thiếu phần của ngươi." Bạch Tôn Giả nói thật nhanh. Tống Thư Hàng theo lời hắn trước đem trên tay bạch tiền bối trang bị đều bỏ vào tay xuyên pháp khí bên trong sau đó thật nhanh mở ra cái này trong suốt hộp nghĩ nghĩ về sau đem tay trái của mình vươn vào trong đó hắn quen thuộc sử dụng chính là tay phải cho nên tay phải không thể mượn nếu không ăn cơm đều không lưu loát làm tay trái của hắn vươn vào đến cái này trong suốt trong hộp lúc chỉ cảm thấy tay trái cánh tay vị trí một trận thanh lương liền cùng bôi nước hoa lại nói tiếp hắn cánh tay vị trí chợt nhẹ tay trái cánh tay liền rụng xuống, rơi vào cái này trong suốt trong hộp. Không sai, là rụng xuống, nhưng cùng khôi lỗi cánh tay hoàn toàn khác biệt, Tống Thư Hàng tay trái là có máu có thịt. Mà lại, Tống Thư Hàng còn có thể cảm ứng đến, mình vẫn như cũ có thể khống chế tay trái của mình cánh tay. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong suốt trong hộp tay trái ngón tay còn có thể theo tâm ý của hắn sao động. Cái này trong suốt hộp như thế sâu, vậy ta nếu là đem đầu vươn vào trong đó sẽ như thế nào? Có thể hay không biến thành, kỵ sĩ không đầu, liền là đầu từ trên thân thể chuyển xuống đến, vẫn còn có thể nhảy nhót tương bừng cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một cái ý niệm như vậy mà lại trong lòng còn dục dịch ngóc đầu dậy. Thời gian không nhiều lắm, nhanh trước đem hộp thủy tinh ném qua đến cho ta. Mặt khác, người đừng nghĩ lấy đem đầu vươn vào đến cái này trong hộp, sẽ chết người đấy. Đầu cùng cánh tay khác biệt, đầu rất xuống sẽ liên không đi lên bạch tôn giả đạo đồng thời thân hình của hắn đang dần dần khôi phục hóa thành nguyên trạng bạch tiền bối ngài cũng nắm giữ độc tâm thuật sao tống thư hàng đem cái này hộp thủy tinh ném cho bạch tôn giả vừa ném xong hộp hắn liền phát hiện thân thể của mình triệt để trở thành nhạt sau đó phảng phất bị hút vào đến một người vòng xoáy bên trong sau một khắc hắn đã rời đi thiên kiếp thế giới trở về đến giang nam địa khu dược sư cái kia chàng cao ốc trong tiểu viện. Ở bên cạnh hắn, thất sinh phù phù chủ cùng thiên nhai tử đạo trưởng cùng một thời gian trở về. Ba người vừa hiện thân lúc, trên người, thánh ấn, nổi lên, hiển hóa một sát na, lại lần nữa trở về đến ba người trong đan điền. Sau một khắc, ba người cảm giác thể nội, thánh ấn, tựa hồ cùng thiên địa liên nhận, thánh ấn, phảng phất như là một đầu cái ống, từ thiên địa ở giữa liên tục không ngừng rút ra tinh thuần linh khí, rót vào đến ba trong cơ thể con người. Này chủng loại giống như tự động hồi ma công năng, cũng là bát phẩm huyền thánh, một hạng tiểu phúc lợi, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Sược sư nhà lầu trong tiểu viện, Đông Phương Lục Tiên tử, Bỉ Ngạn Ma quân, Bạch Hạc Chân quân ba vị đạo hữu còn lưu tại nguyên chỗ, hiển nhiên là đang chờ Tống thư hàng mấy người trở về về. Lúc này, Bạch Hạc Chân quân ba người nhìn về phía Tống thư hàng ba người, ánh mắt đặc biệt phức tạp. A, à, Thường Viễn tử đâu? Bị ngạn ma quân phát hiện chỉ có tống thư hàng ba người trở về, hắn khách hàng lớn thường viễn tử lại không thấy tâm hơi. Thường viễn tử đạo hiếu tại, huyền thánh giảng pháp, thời điểm, hướng biệt tuyết tiên cơ tỏ tình, kết quả đã mất đi, giảng pháp, lúc công nước ra thân, xa vào đến tâm ma kiếp bên trong. Hiện tại còn lưu tại thiên kiếp thế giới bên trong, nếu như không cách nào vượt qua tâm ma kiếp, chỉ sợ cũng không cách nào từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra. Thất sinh phù phủ chủ nói. Vọng Thiên bỉ ngạn Ma Quân thở dài, Thường Viễn Tử lúc ấy hướng biệt viết tiên cơ tỏ tình sự tình, chư thiên vạn giới tu sĩ đều nghe được. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lần này tỏ tình đại giới như thế lớn. Hy vọng Thường Viễn Tử có thể bình an vượt qua tâm ma kiếp đi, dù sao cũng là hắn đem Thường Viễn Tử mang đến nơi đây, sau đó mới đưa đến Thường Viễn Tử bị cuốn vào đến năm cộng một thiên kiếp bên trong. Đồng thời, Ma Quân cũng nhận được một đầu tình báo hữu dụng. 7 tấn 8 huyền thánh kiếp đi qua sau, còn không thể khinh tâm, quyền thánh giảng pháp không thể lừa gạt, nếu không sẽ nghênh đón tâm ma kiếp đại kiếp. Tống thư hàng nghe đến đó, lập tức nhớ tới một sự kiện hắn lúc đầu muốn rời đi thiên kiếp thế giới, lúc đem tạo hóa pháp vương ca ném ra, nói không chừng có thể giúp thường viễn tử một chút sức lực. nhưng vừa mới rời khỏi thiên kiếp thế giới trước, cánh tay trái của hắn bị bạch tôn giả mượn đi, đều quên trợ thường viễn tử một chút sức lực. thư hàng tiểu hữu, cánh tay trái của ngươi đâu? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi, trước đó tại Huyền Thánh giảng pháp, hình tượng bên trong, Tống thư hàng cánh tay còn hoàn hảo không chút tổn hại a? À? Vì cái gì bây giờ lại biến mất không thấy? Tay trái bị Bạch Tiền Bối mượn đi, Bạch Tiền Bối nói phải có cái kế hoạch lớn, muốn mượn tay trái của ta dùng một lát. Tống thư hàng đáp, về phần Bạch Tiền Bối có kế hoạch gì, hắn có thể đoán được một chút hẳn là a, à, cái thiên kiếp này đạn hạt nhân thật tuyệt a, à, nghĩ biện pháp bắt một cái tới, loại hình lại nói cái thiên kiếp này đạn hạt nhân uy lực, cũng quá lớn. Như thế đồ chơi, nếu quả thật bị bạch tiền bối bắt, hắn cũng nhất định phải khuyên bạch tiền bối đến trong vũ trụ nghiên cứu cái đồ chơi này, ngàn vạn không thể trên địa cầu nổ tung, sẽ mang đến cấp thế giới tai nạn. Bị bạch tiền bối mượn đi rồi, xem ra, tại cái kia một đợt, thiên kiếp đạn hạt nhân, dưới, bạch tiền bối cũng không có gặp nguy hiểm. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, đúng vậy, chúng ta trước khi đi, bạch tiền bối trạng thái còn rất tốt. Tống thư hàng đáp trạng thái tốt đến cũng còn có hào hứng làm một đợt lớn đâu. Không có việc gì liền tốt, đông phương lục tiên tử gật đầu nói. Đồng thời, sau lưng bạch hạc chân quân cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thư hàng tiểu hiếu, hỏi thăm mọi người cũng rất để ý vấn đề. Bạch tiền bối pháp bào thoát về sau, bên trong mặc cái gì? Đông phương lục tiên tử hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này, không chỉ có là cửu châu nhất hào quần, đạo hữu cảm thấy hứng thú, chư thiên vạn giới người tu luyện đều vô cùng hiếu kỳ. Bên trong, bạch tiền bối bên trong còn mặc nguyên một bộ hẹp tay áo quần áo trong A, có gì hiếu kỳ? Bạch tiền bối pháp bào liền cùng áo ngoài của chúng ta đồng dạng, thoát áo ngoài, bên trong tự nhiên còn mặc quần áo A. Các ngươi đều không nhìn thấy sao, tống thư hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn biết bạch tôn giả cưỡng ép tiến vào thiên nhai tử đạo trưởng, huyền thánh giảng pháp, dưới diện, chư thiên vạn giới người hẳn là đều thấy được bạch tiền bối. Bất quá cụ thể trực tiếp hình tượng, Tống Thư Hàng không cách nào nhìn thấy. Cứ như vậy, sách ta còn tưởng rằng bạch tiền bối pháp bào bên trong liền mặc một bộ tiểu nội y cái gì. Đông phương lục tiên tử hiển nhiên đối Tống Thư Hàng đáp án này rất thất vọng. Mà lại, đã bạch tiền bối pháp bào bên trong còn mặc nguyên một bộ quần áo trong, cái kia trực tiếp hình tượng bóp cái dằm ống kính A, lại dùng Tống Thư Hàng thân thể đi cản, lại là dùng kiếp lôi quang mang hóa thành thánh quang, náo cái gì đâu? cũng không biết có đôi khi thêm thánh quang ngược lại lại càng dễ để cho người ta hiểu sai sao? mặc dù đối đáp án này rất thất vọng, bất quá đông phương lục tiên tử vẫn là trước tiên đem tống thư hàng đáp án tuyên bố đến, cửu châu nhất hào quần bên trong cùng các đạo hữu chia sẻ tình báo. đáng giận a, à, vì cái gì bạch tiền bối thoát đạo bào sau hình tượng chỉ có người có thể nhìn thấy, trực tiếp bên trong hình tượng toàn bộ bị ngươi cùng kiếp lôi quang mang chặn. Bạch Hạc chân Quân cắn răng nói, nếu không phải hắn hiện tại còn rất yếu ớt, hắn đã sớm xông về phía trước, dùng nhỏ khẩn thiết truy tống thư hàng ngực. Tống thư hàng một mặt không hiểu thấu. Thư hàng tiểu hữu người gần nhất có rảnh không? Bị ngạn ma quân lên tiếng hỏi. Hẳn là có rảnh đi. Tống thư hàng nghĩ nghĩ sau đáp hiện tại đã tứ phẩm cảnh giới hắn, nói bận biểu cũng vội vàng, nói có rảnh cũng có rảnh. Bận biểu sự tình có không ít, đầu tiên hắn muốn học tập ngự đao phi hành, tấn thăng tứ phẩm sau nhất chuyện kích thích liền có thể ngự kiếm hoặc đao phi hành, trùng kích trời xanh, hoàn thành nam nhi tốt bầu trời mộng. Nói không chừng, hắn còn muốn cho đao thêm cái hàng rào cái gì. Tiếp theo, hắn muốn bắt đầu luyện chế mình bản mệnh pháp khí, bản mệnh pháp khí nhất định phải tại ngũ phẩm cảnh giới trước hoàn thành hình thức ban đầu. Dạng này đối tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới có trợ giúp. Tống Thư Hàng hiện trong tay có một ít vật liệu luyện khí, Tam Nhật Sư Huynh mang đến cho hắn lễ vật kiếm nhận ti, còn có từ trên thân huyết ma đạt được huyết cốt, còn có 10 khối chân quý biến dị đạo kiếp hắc kim, cái này 10 khối hắc kim tổ hợp lại với nhau lúc có thể triệu hoán cửu u chúa tể tùy tiện ở giữa không thể dùng linh tinh. Lần trước Tống Thư Hàng liền dùng nó hấu qua, cấm điệp, bên trong cái kia thạch cự nhân, hiện tại cái kia thạch cự nhân còn tại cửu u chúa tể nơi đó uống trà. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn hiệp trợ, bắc phương đại đế, thu thập băng phách đan vật liệu, tốt nhất tại trong 10 ngày hoàn thành. Mặt khác hắn hiện tại đã độ kiếp thành công, loại kia, Diệp Tư, độ kiếp tấn cấp lúc, hắn phải đi trợ Diệp Tư một chút sức lực. Coi như hắn không thể giúp Diệp Tư gấp cái gì, nhưng công đức xà mỹ nhân nhất định có thể tạo được tác dụng. Năm Thảo, nghĩ như vậy lời nói gần nhất hắn bề bột nhiều việc a. À. Nếu như người gần nhất có rảnh rỗi, dành thời gian cùng ta cùng nhau nghiên cứu một cái hiện đại hóa thiên kiếp như thế nào. Bị ngạn ma quân trông đợi nói. Ma Quân để mắt tới Tống Thư Hàng, không chỉ là muốn nghiên cứu thiên kiếp đơn giản như vậy. Hắn còn biết Tống Thư Hàng trong tay có một ít huy lực mạnh mẽ, thiên kiếp đạn đạo, nổ nhất định rất thoải mái. Chỉ cần cùng Tống Thư Hàng ở chung một chỗ, chờ Bạch Tôn giả trở về về sau, liền có cơ hội cùng nhau nghiên cứu cái này, thiên kiếp đạn đạo, mỹ tích ngoan nột. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng đạo, hắn cũng muốn gia tăng đối thiên kiếp hiểu rõ, mà lại tiếp xuống hắn nếu muốn tu luyện. Ngự đao phi hành, có cao thủ ở một bên nhìn xem cũng tương đối an toàn. Nói xong, Tống thư hàng đột nhiên cảm giác tay trái của mình rất ngứa. Hắn vô ý thức nhìn hướng tay trái của mình trống rỗng. Đúng, tay trái của mình cho mượn bạch tiền bối. Tống thư hàng tinh tế cảm ứng một cái, liền cảm giác ra, bạch tiền bối tại tay trái của hắn lòng bàn tay viết chữ. Chương 1043, cuối cùng có một ngày ta nhất định chém hắn sau đó có kiện rất lúng túng sự tình tống thư hàng trong tay trái còn mang theo cặp kia mộc nghiêu kiếm khách ái tâm thủ sáo đôi thủ sáo này tại bản lượt thiên kiếp bên trong hơi có tổn hại nhưng chỉnh thể bên trên còn có thể che khuất tống thư hàng bàn tay cho nên bạch tôn giả tại hắn trong lòng tay trái viết chữ tống thư hàng thực sự không cách nào cảm ứng ra cụ thể đến chỉ cảm ứng được trong lòng bàn tay một mảnh ngứa nguyên phối bảo điển tống thư hàng mang theo thủ sáo trong lòng bàn tay viết chữ phương pháp Thực sự giao lưu không thể a. À. Nhưng là lấy xuống thủ sáo liền càng thêm không ổn, hái một lần rơi thủ sáo, hắn cái kia dám định bí pháp sẽ không bị khống chế điên cuồng phóng thích, dám thiên dám địa dám không khí. Đến lúc đó, Tống thư hàng sớm muộn dược hoàn, cũng không biết bạch tiền bối còn có hay không cái khác giao lưu phương thức. Càng trực tiếp điểm. Trong lúc đang suy tư, Tống thư hàng phát phát hiện mình lòng bàn tay ngứa ngừng lại. Hẳn là Bạch Tôn giả phát hiện cách thủ sáu viết chữ, Tống Thư Hàng không thể nào hiểu được hắn ý tứ, thế là liền ngừng phương pháp này. Mặt khác, Bạch Tiền Bối biết Tống Thư Hàng người mang đặc thù, dám định bí pháp, sự tình, cho nên cũng không nghĩ tới muốn đem Tống Thư Hàng trên tay, Mộc nhưu kiếm khách ái tâm thủ sáu, lấy xuống. Bạch Tiền Bối, nếu như không cách nào dùng trong lòng bàn tay viết chữ, ngài có thể bắt lấy cánh tay của ta đi viết chữ, ta ước chừng có thể cảm ứng ra ngài nghĩ viết là cái gì nội dung a? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Bạch Tiền Bối tựa hồ tạm dừng truyền đạt tin tức cho hắn ý nghĩ. Tống Thư Hàng chuyên chú cảm ứng nửa ngày, đều không có cảm ứng ra cái gì tới. Chẳng lẽ Bạch Tiền Bối tạm thời từ bỏ, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, tay trái của hắn truyền đến một trận tê dại cảm giác, đây là 333, điện giật cảm giác. Đây là Bạch Tiền Bối đã lại một lần bắt đầu độ kiếp. Hắn cảm ứng được điện giật tê liệt cảm giác cũng không mạnh, hẳn là chỉ là bị bạch tiền bối thiên kiếp dư ba cho lan đến gần hiện tại hắn tay trái tình cảnh không sai biệt lắm liền cùng hắn tại khi độ kiếp một tắc thu nhỏ trong túi không ngừng bị điện giật choáng thông nương đồng dạng nói đến thông nương đến bây giờ còn ở vào trong hôn mê cái này lượt thiên kiếp hắn tựa hồ chưa lấy được chỗ tốt gì lần sau thiên kiếp lúc nhất định phải chú ý kịp thời đem hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi miễn cho hắn đi theo mình chịu khổ mới là uy thư hàng ngươi không sao chứ đông phương lục tiên tử nhìn tống thư hàng đột nhiên một trận trầm mặc tiếp lấy thân thể đột nhiên kịch liệt run lên thế là lo lắng hỏi bạch hạc Trân quân theo ta kinh nghiệm nhiều năm tống thư hàng ra hỏa này nhất định là nghẹn nghẹn nước tiểu hung ác cả người đều run rẩy tống thư hàng bạch hạc chân quân ngài trước kia nghẹn nghẹn nước tiểu hung ác thời điểm đều có thể điện giật đồng dạng run rẩy sao ta không sao tống thư hàng nói chỉ là tay trái của ta còn lưu trong thiên kiếp thế giới Bạch tôn giả lần nữa khi đổ kiếp, tay trái bị thiên kiếp kiếp lôi lan đến gần, có chút tê liệt. Bạch hạc chân quân nghe vậy, đột nhiên một trận trầm mặc. Sau đó, hắn yên lặng ngồi sổng góc tường, bốn cái cánh triển khai, đem hắn thân thể bao vây lại, nhìn tựa hồ nhận lấy đả kích nặng nề. Đối tống thư hàng mấy người mà nói, cái này biến đổi bất ngờ thiên kiếp, rốt cục có một kết thúc. Mà, thời gian đã tiếp cận sáng sớm vừa độ xong thiên kiếp thất sinh phù phù chủ cùng thiên nhai tử đạo trưởng đạo đừng rời bỏ, hai người bọn hắn tấn cấp xong, cần bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo vững chắc một cái cảnh giới. Mặt khác trận này kinh khủng năm cộng một thiên kiếp bên trong, hai người bọn hắn đều thiếu nợ tống thư hàng một cái cự đại nhân tình. Thông qua tiếp xúc trong cơ thể mình, thành ấn, về sau, bọn hắn hiểu rõ đến mình ba người lâm vào hôn mê về sau, cơ hồ là tống thư hàng một người một mình chống đỡ thiên kiếp, quả thực là đem năm cộng một hình thiên kiếp cho khiêng đi qua. A à, Vi, nhờ phúc, bọn hắn mới có thể giữ được tính mạng tấn thăng nhất sai, thậm chí còn đã trải qua nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp các loại một loạt phúc lợi. Ân tình này rất lớn, lấy phủ chủ cùng thiên nhai tử tính cách, chỉ cần có cơ hội, hai người chắc chắn hoàn lại phần ân tình này. Đông Phương Lục Tiên Tử trong lòng còn có một số liên quan tới thiên kiếp nghi hoặc, muốn hướng Tống thư hàng hiểu rõ chỉ là nhìn thấy Tống Thư Hàng vừa vượt qua thiên kiếp, một thân trật vật, tại là đồng dạng tạm thời cáo đừng rời bỏ, dù sao hắn gần nhất đều ở tại Giang Nam địa khu, tùy thời có cơ hội tìm Tống Thư Hàng giải hoặc. Bị ngạn ma quân đồng dạng cáo đừng rời bỏ, hắn muốn tại phụ cận thuê một tòa nhà phòng, tương lai trong một đoạn thời gian hắn đồng dạng sẽ lưu tại Đông Nam địa khu. Bạch Hạc chân Quân thì mặt dạn mày dày ở vào đến dược sư nhà lầu bên trong, nó thật vất vả có danh chính ngôn thuận cùng Bạch Tôn Giả, ở chung lầu một cơ hội, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Mắt thấy khoảng cách sáng sớm còn có chút thời gian, Tống Thư Hàng trở lại gian phòng của mình bên trong ngồi xuống điều tức, làm quen một chút cảnh giới toàn mới. Tứ phẩm, tiên thiên chân nguyên, cùng tam phẩm, hóa lỏng chân khí, tại, chất, bên trên có tăng lên cực lớn, mặt khác đến cảnh giới này về sau, tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, đan điền đều đã mở hoàn thành. Tứ phẩm tu sĩ tấn cấp, liền là đem tự thân bản mệnh trong đan điền viên kia, hư đan, diễn hóa thành kim đan quá trình. Một bước này, đối tu sĩ tới nói là cực kỳ trọng yếu một bước. Một viên kim đan định đại đạo, kim đan đan văn có mấy phẩm, trực tiếp quan hệ đến tu sĩ tương lai có thể bò lên trên bao nhiêu độ cao. Tống thư hàng nhìn lấy mình trong đan điền cái kia biến càng mập mập kinh, hiện tại nó có sừng có chảo có vảy, cũng không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì thần thú. Thư hàng tự thân rất hy vọng gia hỏa này có thể diễn biến thành anh Tuấn hình rồng cái gì nhưng lấy cái này mập kình bộ dáng, thực sự không ôm huyễn tưởng. Một chuyến tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện sau khi kết thúc, tống thư hàng mở to mắt. Sau đó, hắn phát hiện có một đạo thân ảnh kiều tiểu ngồi tại bên giường của hắn, trong đêm tối cặp mắt của nàng lại tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, nhìn chầm chầm vào hắn cánh tay trái vị trí. Là tô thị A thập lục, nàng chẳng biết lúc nào lặng yên vô tức đi vào bên cạnh hắn mà Tống Thư Hàng tại trong trạng thái tu luyện lúc, vậy mà không có chút nào cảm ứng. Phải biết bây giờ Tống Thư Hàng lục cảm cực kỳ nhạy cảm, có chút điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trong nháy mắt từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. A à Thập Lục, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hôm nay A Thập Lục nhìn đặc biệt có khí thế, đặc biệt là cặp mắt kia bên trong, phảng phất tự mang uy áp đồng dạng. Ta nghe nói ngươi độ kiếp thành công, liền qua nhìn xem ngươi, bất quá ngươi tại tu luyện, là bạch hạc tiền bối mở cho ta môn. Sau đó hắn mang ta đến gian phòng của ngươi tới, tô thị A thập lục đánh cái nhỏ ngáp, rụi rụi con mắt. Sau đó con mắt của nàng liền không tái phát sáng, khôi phục như lúc ban đầu. Bạch hạc chân quân mở cửa, khó trách A thập lục tiến vào phòng của hắn, hắn đều không cảm ứng được. Lại nói, ta thật không nghĩ tới ngươi tấn cấp tốc độ lại nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, cảnh giới của ngươi liền gặp phải ta tô thị a thập lục con người cụp xuống khóe miệng lộ ra tiếu dung hắc 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 vận khí tốt bất chi bất giác liền luyện đến cảnh giới này tống thư hàng cười ngây ngô nói lời này của ngươi nếu là nói ra cả cái tu sĩ giới không biết có bao nhiêu người muốn bị tức điên tô thị a thập lục nháy nháy mắt nói ta khi đi tới nghe bạch hạc chân quân nói các ngươi lần này độ kiếp là năm người thêm một cái khôi lối cùng một chỗ độ kiếp những người khác thế nào thất sinh phù tiền bối cùng thiên nhai tử đạo trưởng đều bình an vô sự, còn có một vị gọi, thường viễn tử, tiền bối rơi vào tâm ma kiếp bên trong, còn lưu trong thiên kiếp thế giới. Còn lúc ấy cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ độ kiếp quỷ tu lão tẩu, tại đợt thứ hai thiên kiếp bên trong liền biến thành cho bụi. Cái kia khôi lỗi cũng là như thế, tống thư hàng đáp. Cái kia khôi lỗi là lai lịch gì? Tô Thị A thập lục hỏi. Hắn nghe Bạch Hạc chân Quân nhắc qua, lúc ấy liền là cái kia khôi lỗi đột nhiên xâm nhập tiểu viện, trực tiếp dẫn hạ thiên kiếp, mới đưa đến tống thư hàng mấy người bị ép độ cái kia, năm cộng một hình thiên kiếp. Cái kia là cái để cho ta rất lá gan đau ra hỏa. Tống thư hàng nghĩ tới cái kia mã giáp vô số ra hỏa liền một trận đau đầu, hắn rỗi ra hai tay nghĩ nặn một cái huyệt thái dương, đáng tiếc vươn tay về sau, chỉ có tay phải thành công theo trên huyệt thái dương. Tay trái hẳn là vẫn như cũ bị bạch tiền bối chứa ở trong suốt trong hộp, ấn đến trên nắp hộp. Tô Thị A thập lục leo đến tống thư hàng sau lưng, vươn tay ra thay hắn vỏ lên huyệt thái dương tới. Tên kia ta cùng hắn kết thù kết oán địa phương là sở ra, đoạn tiên đài chi chiến, lúc ấy. Tên kia khống chế một cái, khôi lỗi hóa, thiên thủ môn đệ tử, muốn giành sở ra cái kia phần liên quan tới, cấm địa cửa vào mở ra chi pháp, kiếm quyết. Không qua kế hoạch của hắn bị ta cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối xáo trộn. Cấm địa cửa vào mở ra chi pháp cũng rơi vào trong tay của ta. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, vừa tiếp tục nói, về sau, tên kia lại âm ta một lần, giấu ở nhím biển chiến sĩ trong đám cho ta hạ cái nguyền rùa. Bất quá về sau, cái kia nguyền rùa bị ta chuyển giao cho một cái khác để cho ta lá gan đau ra hỏa công tử Hải. Công tử Hải, nghe được danh tự này lúc, Tô Thị A thập lục con ngươi lại ẩn ẩn phát sáng lên. Công tử Hải cùng nàng ở giữa cũng có oán, lúc ấy từ về công tử biển thiết kế, hắn mấy lần gặp họa sát thân bất quá cũng bởi vì công tử hải nguyên nhân hắn làm quen tống thư hàng cuối cùng có một ngày ta nhất định chém hắn tô thị a thập lục thanh âm thanh thúy vang lên sẽ có cơ hội đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ non chết hắn tống thư hàng đạo công tử hải bây giờ còn đang trùng kích ngũ phẩm cảnh giới quá trình bên trong mà hắn cùng tô thị a thập lục đã tứ phẩm cảnh giới được tô thị a thập lục dùng sức đạo bởi vì trả lời rất dùng sức hai tay của nàng ở giữa cũng không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Đau 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 đau, A thập lục điểm nhẹ, tống thư hàng kêu lên, A thập lục vừa rồi cường độ, có loại muốn chọc thủng hắn huyệt thái dương khí thế A. Tô thị A thập lục lặng lẽ chậm lại trên ngón tay cường độ, vậy ngươi biết cái kia khôi lỗi thân phận chân thật sao? Hoàn toàn không biết, cho nên ta mới sẽ như thế lá gan đau. Gia hỏa này mã giáp nhiều lắm, tống thư hàng tâm tắc. Đặc biệt là tại, cấm địa, lúc, tên kia cũng không biết chết nhiều ít cái khôi lỗi, bạch tôn giả còn ra tay đem bên trong một tôn khôi lỗi, thần hình câu diệt, nhưng ra hỏa này sau đó luôn luôn có thể làm ra mới khôi lỗi, tiếp tục đi ra nhảy nhót. Mã giáp mở nhiều như vậy, giết chi không hết, lại tìm không ra nó bản tôn, hảo tâm nhét. Tô Thị A thập lục nghĩ nghĩ về sau, đề cử nói, thư hàng, có thể tìm người coi như hắn một quẻ, nói không chừng có thể được đến một chút tin tức. Đồng quái tiền bối không phải là bị chộp tới lai giống sao?" Tống Thư Hàng vô ý thức nói. "Ta nói không phải đồng quái tiền bối, hắn quẻ quá đen." A Thập Lục cười nói, sau đó hắn ngắm nhìn ngoài phòng, bầu trời đã dần dần sáng lên. "Thư Hàng, người đã tứ phẩm, muốn bắt đầu luyện ngự kiếm phi hành a." A Thập Lục hỏi. "Chương 1044, người bên kia có ăn ngon sao?" "Ừm, tự nhiên muốn tu luyện." Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tứ phẩm cảnh giới, xuất sắc nhất đặc điểm tức là ngự kiếm phi hành, cùng ngự kiếm giết địch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm, đây chính là tứ phẩm cảnh giới chỗ lợi hại. Tống thư hàng luyện chính là đao, đến lúc đó sử dụng cũng là ngự đao phi hành chi pháp. Đương nhiên, vô luận là ngự đao vẫn là ngự kiếm, kỳ thật phương pháp đều là nhất thông bách thông. Phi kiếm cùng phi đao, thậm chí là phi côn a, phi chùy a, phi tỏa a, đều là ngự kiếm phi hành, pháp thuật vật dẫn. Chỉ phải học được ngự đao, thuần thục về sau vô luận là ngự kiếm a, ngự chùy a, ngự côn a, cũng không có vấn đề gì. Liên cùng mọi người học nhóm bằng lái về sau, người quay đầu mua các tấm bảng xe, ngồi vào đi bình thường đều có thể mở là một cái đạo lý. Còn mở trượt không trượt, cái kia lại là một vấn đề khác. Tống thư hàng trong tay có một bộ kỳ hoa ngự đao phi hành tư thế kéo đao thuật. Môn này ngự đao phi hành thuật pháp đao phía trước người nơi tay lúc phi hành như tên lửa bắn ra hoàn mỹ phù hợp không khí động lực học thể lưu tính toán các loại một đống lớn các loại học thuyết tốc độ so với phổ thông ngự đao phi hành phải nhanh rất nhiều quả thật chạy trối chết diệu chiêu một chiêu này kéo đao thuật tống thư hàng khẳng định sẽ tu luyện nhưng dưới tình huống bình thường hắn sẽ không một mực sử dụng kéo đao thuật đến phi hành một chiêu này phải dùng để chạy trối chết chi dụng trừ cái đó ra, tống thư hàng trong điện thoại di động còn có cái rất tuyệt áp. Bạch phân ngự kiếm phi hành lớp huấn luyện áp. Quảng cáo, người muốn có anh Tuấn ngự kiếm phi hành kỹ xảo sao? Nghĩ thừa phong ngự kiếm, tung hoành cửu thiên chi thượng sao? Nhò môn Bạch phân ngự kiếm phi hành ban, ngài học tập ngự kiếm phi hành tốt nhất lớp huấn luyện. Chỉ cần giao nhất định linh thạch phí tổn, liền có thể viễn trình một đối một tiếp nhận nho môn ngự kiếm phi hành cao thủ huấn luyện, học tập nho ra ngự kiếm phi hành tư thế nguyên bản Tống Thư Hàng có cân nhắc qua trước học nhau ra ngự kiếm phi hành thuật pháp. Tô Thị A thập lục con ngươi nheo lại, vậy hôm nay đi, buổi trưa hôm nay ta chỉ đạo ngươi ngự đao phi hành yếu lĩnh, ban đêm sau khi tan học, chúng ta lại tìm một chỗ thử một lần ngự đao phi hành thuật pháp. Người ngự đao phi hành thuật pháp trực tiếp dạy ta không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn từ tiếp xúc tu luyện lên liền hiểu rõ, pháp không khinh truyền, đạo lý. Đặc biệt là một chút đại môn phái, đại gia tộc đệ tử, học được từ tự thân gia tộc, môn phái công pháp là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trừ phi công pháp này quyền sở hữu thuộc về mình, như thế liền không có vấn đề, muốn làm sao truyền liền làm sao truyền. Không có vấn đề, môn này ngự đao phi hành thuật pháp là a thất tự sáng tạo. Mà hắn nói qua, muốn đem môn này ngự đao phi hành thuật pháp cùng ngự đao thuật truyền thụ cho ngươi. Mặt khác, ngươi không sai biệt lắm muốn bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo, đến lúc đó thiếu tài liệu gì, có thể tìm ta muốn. Tô Thị A Thập Lục nói Trước đó, bởi vì Tống Thư Hàng tặng cho 16 gốc, lòng cốt khô đằng, cho A Thập Lục chữa thương, Tô Thị A Thất hiếu hắn một cái đại nhân tình. Lúc mới đầu, A Thất nói qua phải dùng Thiên Hà Bí Cảnh một tầng tu luyện cơ hội, làm một bộ phận thù lao. Không nghĩ tới Tống Thư Hàng tấn cấp tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiến đồng dạng tiêu thăng, Thiên Hà Bí Cảnh một tầng tu luyện tư cách đối bây giờ Tống Thư Hàng mà nói đã không có ý nghĩa gì. A Thất nghĩ nghĩ tại biết tống thư hàng sắp tấn thăng tứ phẩm về sau, liền quyết định dùng cái môn này tự sáng tạo, ngự đao chi thuật cùng bộ phận luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, chống đỡ ngay lúc đó thủ lao. Thay ta tạ ơn A thất tiền bối, tống thư hàng cười nói. Ừm, um, tô thị A thập lục ngáp một cái, lại nói cái kia đến lúc đó giữa trưa, ta đi tìm ngươi. Được, tống thư hàng nói, đến lúc đó tu luyện xong, ngự đao phi hành, về sau, chính tốt có thể đi tìm biệt tuyết tiên cơ, Nếm thử tiên cơ chế tác xong cái kia đại ngạc chân A à thập lục rời đi về sau Tống Thư Hàng lại tu luyện một lát chân ngã minh tưởng pháp Liền đứng dậy đi rửa mặt Nhìn qua mình trong gương Tống Thư Hàng đột nhiên có chút đắng buồn bực Bạch tiền bối độ khiếp còn chưa kết thúc sao Tống Thư Hàng thầm nghĩ Cánh tay trái còn tại bạch tôn giả nơi đó Bạch tiền bối đến bây giờ đều không có lần nữa liên hệ hắn Cũng không biết bạch tiền bối đang làm gì Kể từ đó hắn chẳng lẽ muốn duy trì tay cụt bộ dáng đi trường học. Mặc dù nói, hắn có ba đầu sáu tay hình thức, nhưng đây không phải là thật ba đầu sáu tay A. Nếu như Diệp Tư còn ở bên cạnh lời nói, vậy chỉ cần Diệp Tư đem cánh tay nàng kẹt tại thư hàng cánh tay trái vị trí, lại thêm một chút hiểm hộ thủ đoạn, liền có thể giải quyết tay cụt vấn đề. Nhưng Diệp Tư hiện tại đi bích thủy các bế quan đi. Về phần công đức xà mỹ nhân, vẫn là thôi đi. Hắn gần nhất quá nhảy thoát, Tống Thư Hàng nếu như dùng tay trái của nàng thay mặt thay cánh tay của mình, có trời mới biết hắn sẽ chơi ra hoa dạng gì tới. Thật không được, cũng chỉ có sử dụng từ vũ nhu tử cái kia mượn, huyễn hình châm, đến huyễn hóa ra một đầu cánh tay trái. Tống Thư Hàng nói khẽ. Nói đến mai châm ngực, hắn còn không có tìm cơ hội trả lại vũ nhu tử. Mặt khác, hắn cũng là thời điểm học tập một chút đê dai, huyễn thuật, chỉ cần có thể che đậy qua người bình thường là được. Dạng này, tương lai hắn hành động sẽ thuận tiện một chút. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, bên ngoài gian phòng truyền đến thi thanh âm. Thư Hàng sư huynh, người rời giường sao, buổi sáng muốn ăn chút gì, thi lên tiếng nói, tài nấu nướng của nàng không tệ, cho nên vào ở dược sư cái này tòa nhà về sau, liền tiếp thủ đám người một ngày ba bữa. Có nghỉ sợi sao, ta muốn ăn điểm nhẹ nhàng khoan khoái, Tống Thư Hàng trả lời. Có, vậy ta đi lầu hai phòng bếp, các người một hồi xuống lầu ăn điểm tâm, Thi lên tiếng trả lời. Chờ tống thư hàng xuống lầu ăn điểm tâm lúc, phát hiện mấy người khác đều đã ăn vị. Bạch hạc chân quân đang ăn bánh mì nướng thêm sữa bò, hôm nay hắn vẫn như cũ duy trì lấy nữ tính hình thái, mơ hồ trong đó đó có thể thấy được hắn vẫn còn trạng thái hư nhược, còn không có triệt để khôi phục. Tiểu thải đã ăn xong, chính ghé vào bạch hạc chân quân bên người không biết có phải hay không là cùng là loài chim nguyên nhân hắn từ khi buổi sáng nhìn thấy bạch hạc chân quân về sau, liền từ huyết mạch bên trên cảm ứng được một loại cảm giác thân thiết. Mặc dù một cái là hạc, một cái là tiểu tước. Tống sư huynh, cánh tay trái của người chuyện gì xảy ra? Thi ngẩng đầu nhìn về phía tống thư hàng, kinh ngạc nói. Không có việc gì, cấp cho bạch tiền bối một cái, không có vứt bỏ. Các loại bạch tiền bối trở về liền có thể trang trở về. Tống thư hàng cười nói. Thi nhẹ gật đầu, hắn miệng nhỏ gặm mình bánh mì trắng, nghĩ nghĩ sau nàng nói, Tống Sư Huynh, hôm qua ta mơ tới ngươi, còn có thất sinh phù tiền bối, còn có hai cái không quen biết tiền bối, tại ta trong mộng giảng pháp. Ngươi cùng thất sinh phù tiền bối giảng rất tuyệt dáng vẻ, ta tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Ta cũng mơ tới, tước yêu tiểu thải nói, cho nên chỉ ít là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ta cùng thi mơ tới cùng một cái mộng. Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cằm, huyền thánh giảng pháp như thế sâu. Đi ngủ bên trong tu sĩ, đều sẽ trực tiếp mơ tới huyền thánh giảng pháp hình tượng. Hôm qua các ngươi trong mộng một màn kia, cũng không phải là phổ thông mộng cảnh. Mà là, huyền thánh giảng pháp, trạng thái, đối với các ngươi mà nói, hẳn là có không ít chỗ tốt. Tống thư hàng đáp, ừm, um, ta thông qua được giải tống sư huynh giảng giải đạo tạng lúc, đối dược long môn cảnh giới nắm giữ sâu hơn một bước, lại kém một chút liền có thể xông vào một lần dược long môn bình cảnh thi nhẹ gật đầu lại nói cho nên tống sư huynh người có rảnh rỗi có thể hay không lại cho ta giảng pháp một lần tốt a à, vậy thì chờ buổi tối hôm nay a à, chờ ta trở lại cho ngươi nói lại một lần tống thư hàng đáp ứng nói tạ ơn tống sư huynh thi nhu thuận nhẹ gật đầu tống thư hàng một đoàn người là đang ngồi bạch tôn giả cái kia chiếc xe bản dài 10 mét xe đi trường học từ bạch hạc chân quân lái xe hắn có thích hợp bằng lái mới vừa buổi sáng khóa đối tống thư hàng tới nói rất là dày vò. Nhân tiền hiển thánh, về sau, từ túy ước cư sĩ cái kia mượn đến, tiểu trong suốt phù văn, liền mất hiệu lực, đi học ở giữa, tống thư hàng luôn cảm giác được các bạn học ánh mắt thỉnh thoảng hướng hắn ngắm tới. Trừ cái đó ra, còn có cánh tay trái, thỉnh thoảng truyền đến tê liệt cảm giác. Thư hàng ngươi người không thoải mái sao, cùng hắn ngồi cùng một chỗ cao mỗ mỗ có chút bận tâm hỏi, làm sao cách một hồi, liền thấy tống thư hàng dựa vào trên bàn, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất bị điện giật đánh đồng dạng, nghẹn rất thống khổ bộ dáng. Còn tốt tống thư hàng là tên hán tử, như hắn cái muội tử, cao mỗ mỗ nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng, tuyệt đối sẽ trước tiên hướng 18 cộng kịch bản đi lên phát huy sức tưởng tượng. Không có việc gì, hôm qua khả năng thụ chút phong hàn. Tống thư hàng gạt ra cái nụ cười miễn cưỡng. Cao mỗ mỗ, ta nhớ được người gần nhất thường xuyên có rèn luyện đi, thể chất vẫn là kém như vậy. Lúc này, thổ ba đột nhiên lấy cùi trỏ đẩy cao mỗ mỗ, sau đó hướng phía cách đó không xa lệch nữ tính hình thái bạch hạc chân quân chỉ chỉ, sau đó cười hắc hắc nói ta nghĩ, hẳn không phải là thư hàng thể chất kém. Mà là cái này, cao mỗ mỗ, người minh bạch đi. Cao mỗ mỗ đẩy kính mắt, lộ ra cơ trí quang mang, thư hàng, người trẻ tuổi, muốn tiết chế A. Tiết chế em gái ngươi. Tống thư hàng chính muốn phản bác, nhưng lúc này từ trong tay trái lại truyền tới một trận tê dại cảm giác hắn đành phải cúi đầu đầu cắn răng chịu đựng loại thiên kiếp này chi lôi điện giật rất muốn khóc bạch tiền bối đến cùng muốn làm cái gì kế hoạch lớn còn chưa có bắt đầu sao chính nghĩ như vậy thời điểm loại kia lôi điện tê liệt cảm giác tán đi sau đó hắn cảm giác tay trái của mình bị bạch tiền bối nắm lên sau đó bạch tiền bối dùng tay của hắn tại trên cái hộp bắt đầu viết chữ đem ta trang bị tồn đến người hạch tâm thế giới thử lại lấy dùng tay trái của ngươi đem trang bị lấy ra thử một chút, ta một đêm chỉ soát năm mai thiên kiếp đạn hạt nhân, cái đồ chơi này không tốt soát. Hiện tại trước nghĩ biện pháp đưa chúng nó tồn. Tống Thư Hàng, thế là hắn tâm niệm vừa động, đem mình, tay xuyên pháp khí, chuyển rời đến hạch tâm trong thế giới. Đón lấy, hắn lại dụng ý niệm khống chế pháp khí, đem bên trong thuộc về bạch tiền bối trang bị đổ ra. Một bước cuối cùng, hắn lại khống chế tay trái của mình, nhìn nhìn mình hạch tâm thế giới có thể hay không đột phá thiên kiếp không gian ngăn cản đem bạch tôn giả trang bị lén qua đến thiên kiếp thế giới sau đó thiên kiếp thế giới bên trong tay trái thuận lợi đem thuộc về bạch tôn giả trang bị đều rút ra ngoài đưa vào đến thiên kiếp thế giới bên trong thành công tống thư hàng nhãn tình sáng lên thiên kiếp không gian nếu là có thể thuận lợi lén qua trên đó có nhiều bí ẩn có thể làm a bạch tôn giả nhặt về chính hắn trang bị sau đó lại dùng tống thư hàng viết tay chữ. Ta Tiêu Hào có chút lớn, người bên kia có ăn ngon sao? Chương 1045, Ngự đao thuật. Khi biết Bạch Tôn giả muốn ăn ngon, lúc tống thư hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn Bạch Tôn giả hiện tại trạng thái, để hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước, mình ở cấp 3 nghỉ hè lúc cùng Hảo Hữu chơi game soát trang bị tình hình. Khi đó hắn cùng Hảo Hữu ngồi chờ du hí boss soát trang bị, quét một cái liền là vài ngày thậm chí liền ăn cơm, đi nhà xí thời gian đều muốn chụp dây tính theo thời gian, hận không thể ăn cơm đều tại máy vi tính hoàn thành. Trầm mê ở soát Boss không cách nào tự kiềm chế. Bạch tôn giả hiện tại sẽ không cũng trầm mê ở soát thiên kiếp không cách nào tự kiềm chế đi. Khi thiên kiếp gặp gỡ bạch tôn giả đối thiên kiếp tới nói, đây thật là cái này bi kịch chủ đề. Bất quá, hiện ở trên người hắn cũng không có món gì ăn ngon đồ vật. Ngoại trừ các loại khẩu vị tích cốc đan bên ngoài, Tống Thư Hàng chỉ có sử dụng thiệt sán liên hoa, kỹ năng cộng đao ý thông huyền thảo, vì bạch tiền bối chế tác một nhóm đao ý thông huyền hạt sen. Lại hoặc là, chờ chế một chút lúc, biệt tuyết tiên cơ đem, ngạc chân, chế tác sau khi hoàn thành, hắn có thể thông qua, hạch tâm thế giới, chuyển phát nhanh một chút cho bạch tiền bối. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng khống chế tay trái của mình, lấy ngón tay tại cái kia trong suốt trên cái hộp viết chữ. Bạch tiền bối người muốn ăn điểm cái gì? trong tay của ta có chút tích cốc đan, hoặc là ta bây giờ có thể cho ngươi chế tác một chút đao ý thông huyền hạt sen. Lại hoặc là, trở lại chế một chút về sau, ta sẽ liên lạc lại biệt tuyết tiên cơ, từ nàng cái kia lấy một phần tinh chế ngạc chân. Tống thư hàng tay trái viết chữ rất khó chịu, dù sao hắn không phải thuận tay trái, cũng không biết bạch tôn giả có thể không thể nhìn hiểu hắn viết nội dung. Rất nhanh, bạch tôn giả dùng tay trái của hắn đưa tin, người viết là cái gì? Quá loạn, Ta xem không hiểu ngoại trừ nam chính đều là trùng sinh xuyên qua tới. Kỳ thật ngươi có thể viết tờ giấy, thông qua hạch tâm thế giới, truyền lại đến ta bên này tới. Tống thư hàng, hắn làm sao không có nghĩ đến cái này biện pháp, quả nhiên suy nghĩ của mình phương thức không đủ sinh động. Một lát sau, Tống thư hàng dùng bút thật nhanh viết tờ giấy. Cũng đem giấy cùng bút cùng một chỗ đưa vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Đón lấy, lại dùng thiên kiếp thế giới bên trong tay trái, đem tờ giấy cùng bút lấy ra. Thiên kiếp thế giới bên trong bạch tôn giả lấy ra tờ giấy cùng bút, xem hết tin tức về sau, dùng bút tại tờ giấy ngược lại viết lên hồi phục, vậy liền đến một phần đao ý thông huyền hạt sen sau đó, ta còn muốn ăn điểm những vật khác có thể chứ. Tùy tiện cái gì quà vặt đều có thể, ta còn muốn uống chút trà, nhưng ta chỗ này không có nước, cho nên, lại cho ta mượn điểm hoạt tuyển suối nước. Viết xong về sau, Bạch tôn giả đem tờ giấy nhét về tống thư hàng tay trái. Tống thư hàng cảm ứng được trong tay tờ giấy về sau, tâm niệm vừa động, thông qua, hạch tâm thế giới, vì trung chuyển, đem tờ giấy lặng lẽ thu hồi đến hiện thế. Xem hết bạch tôn giả hồi phục về sau, tống thư hàng khóe miệng co giật. Muốn ăn, còn muốn uống trà, bạch tiền bối đây thật là tại độ thiên kiếp sao? Bạch tiền bối độ thiên kiếp cùng ta độ thật sự là cùng một chủng tộc sao? Thở dài về sau, tống thư hàng tại trên tờ giấy hồi phục thành ta một hồi liền tan học sau đó ta giúp tiền bối người tìm một chút quà vặt đi linh tuyển cùng đạo ý thông huyền hạt sen đến lúc đó cùng một chỗ mang cho ngươi bên trên tờ giấy thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến bạch tôn giả trong tay bạch tôn giả xem hết hồi phục về sau nhếch miệng lên nghĩ nghĩ sau lại trở về cái tin không có vấn đề cái này chút thời gian ta hoàn toàn có thể nhẫn nại mặt khác cái này mai không gian pháp khí đầy người đưa đến hạch tâm thế giới, đem bên trong thiên kiếp đạn đạo cùng thiên kiếp đạn hạt nhân toàn bộ chuyển rời đến người hạch tâm thế giới. Ta đã trùng điệp phong ấn qua, sẽ không có vấn đề. Viết xong hồi phục, bạch tiền bối đem tờ giấy cùng không gian pháp khí nhét vào tống thư hàng trong tay trái. Lại thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến tống thư hàng trong tay. Tống thư hàng xem hết hồi phục, lại nhìn một chút bạch tiền bối viên kia không gian pháp khí bên trong, Tràn đầy đạn đạo cùng đạn hạt nhân cái này một nhóm đồ chơi, sẽ không đem hắn hạch tâm thế giới nổ bay A. À. Đặc biệt là hiện tại hắn hạch tâm thế giới bên trong, có một đống lớn, vô ảnh kiếm cổ, còn có một cái cơ bắp chuột túi điều kiện tiên quyết, luôn cảm giác rất nguy hiểm. Làm tống thư hàng cùng bạch tôn giả thông qua tờ giấy loại này nguyên thủy phương thức tiến hành giao lưu lúc, ngồi tại tống thư hàng phía trước cách đó không xa bạch hạc chân quân, không cẩn thận bóp gãy bút trong tay của chính mình. Thất sách A. À hôm qua ta đều đem tô thị a thập lục phóng tới tống thư hàng gian phòng đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ hai người chung sống một phòng vậy mà cái gì đều không có phát sinh đáng giận a ta hôm qua hẳn là lại lặng lẽ trợ giúp khẽ đảo mới đúng mà lại tống thư hàng ra hỏa này hướng giới tính thật không có vấn đề sao bạch hạc chân quân thật không cam lòng lại ẩn ẩn có chút bận tâm tiết khóa thứ nhất tan học lúc tống thư hàng chuẩn bị đi cho bạch tiền bối mua chút ăn hắn duỗi lưng một cái đứng lên, cao mỗ mỗ, các người có muốn ăn đồ vật không? Ta mời khách, mới vừa ăn xong điểm tâm, không thấy ngon miệng, cao mỗ mỗ nằm sấp trên bàn, chính dùng di động đang bay nhanh gõ chữ. Từ khi hắn viết tiểu thuyết sự tình bị đám bạn cùng phòng biết về sau, hắn liền không lại lén lút gõ chữ, mà là bắt lấy hết thảy nhàn rỗi thời gian, sẽ có hạn tinh lực vùi đầu vào vô hạn gõ chữ dậy sóng bên trong. Ta tùy tiện, thổ ba lười biếng nói, Dương Đức cười nói, ta liền không khách khí, khó được thư hàng mời khách, Tại yếu điểm có thể nhét đầy cái bao tử, ta buổi sáng còn không có ăn. Thành, ta đi cấp hai người các ngươi nhìn xem, Tống thư hàng gật đầu nói. Tống sư huynh, muốn ta cùng đi với ngươi sao? Thi la lị ngẩng đầu lên, giòn tan nói. Không cần, ta một người đi là được, Tống thư hàng nói. Thế nhưng là ta nghĩ đi mua một ít hạt dưa, ta hạt dưa đã ăn xong. Thi la lị ngượng ngập nói. Tống thư hàng, ta mang cho người đi, người muốn cái gì khẩu vị? Mỗi loại khẩu vị đều muốn, thì nhanh chóng trả lời. Tống thư hàng, thành, không có vấn đề. Rời đi phòng học, tống thư hàng đầu tiên là vận chuyển thân pháp, tránh đi đồng học, tìm cái không ai đi học không phòng học. Xác định chung quanh không ai về sau, hắn vận chuyển, thiệt sán liên hoa, năng lực, chuyển hóa hơn 10 khỏa, đao ý thông huyền hạt sen. Sau đó hắn mang theo hạt sen, tiến vào mình hạch tâm thế giới, tiến vào, đông chi điện. Lại đem bạch tôn giả viên kia không gian pháp khí bên trong thiên kiếp đạn đạo, đạn hạt nhân tổn chữ đến, đông chi điện, bên trong. Đông Tri trong điện tự mang cường lực phòng ngự trận pháp, dù sao cũng là trường sinh giả cung điện. Đem thiên kiếp đạn đạo cùng đạn hạt nhân tổn chữ tại đông chi trong điện, tống thư hàng mới không cần lo lắng bọn chúng đột nhiên bạo tạc, đem hắn hạch tâm thế giới bạo bay. Giải quyết hạt sen cùng đạn hạt nhân về sau, hắn lại tiện đường đi trường học quầy bán quả vặt mua một nhóm quả vặt, một bộ phận lặng lẽ tồn nhập hạch tâm thế giới, một bộ phận mang về cho thổ ba, dương đức, còn có thi. Xem ra, tu luyện đơn giản một chút huyễn thuật muốn đưa vào danh sách quan trọng. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu không mỗi làm chút sự tình đều muốn vụng trộm tránh đi đám người, quá dày vò. Trở lại phòng học về sau, đem quả vặt cùng hạt dưa phân cho thổ ba, dương đức còn có thi. Sau đó, Tống Thư Hàng gục ở chỗ này, đem, đao ý thông huyền hạt sen, hoạt tuyền, thêm đồ ăn vặt, còn có rời trống không gian pháp khí, toàn bộ đưa vào đến thiên kiếp thế giới bạch tôn giả cái kia. Bạch tiền bối đã trầm mê xoát thiên kiếp không cách nào tự kiềm chế, cũng không biết hắn muốn nằm vùng xoát bao lâu thiên kiếp. Là xoát một ngày hai, vẫn là xoát cái mười ngày nửa tháng. Tống Thư Hàng đã làm tốt trường kỳ bổ cấp chuẩn bị tâm lý. Một lát sau, Bạch Tiền Bối lại truyền tờ giấy cho hắn. Tống thư hàng mở ra xem, trên đó viết Giải Phong Thiên Kiếp Đạo Đạn phương pháp trình tự, cũng bổ sung ba cái giải khai đạn đạo phong ấn trình tự quá trình. Tống thư hàng, đây là ý gì, Bạch Tiền Bối là muốn hắn cầm Thiên Kiếp Đạn Đạo đi tìm địa phương làm thí nghiệm sao? Tống thư hàng lấy chương mới tờ giấy, ở bên trên viết cái thật to, truyền cho Bạch Tôn giả tu đời thứ hai trưởng thành nhật ký. Bạch Tôn giả hồi phục, rất nhanh truyền tới. Đây là hoạt tuyển cùng quà vật tạ lễ cho người dùng phòng thân. Ta trước đó một bên soát thiên kiếp, một bên nhàn rỗi nhàm chán cho trong đám đạo hữu tính một quẻ. Tính tới người thời điểm, phát hiện người gần nhất có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ. Cho nên, người đem giải khai thiên kiếp đạo đạn trình tự ghi lại, gặp gỡ đại phiền toái lúc, liền trực tiếp đưa nó ném ra, để nó nổ tung. Đem cái đồ chơi này nổ tung lời nói, ta cũng dược hoàn A. Trừ phi ta đem, tinh phẩm khôi lỗi, sửa chữa hoàn thành, lại hoặc là để công nước xả mỹ nhân lần nữa đeo lên, bình thiên quan tiến vào nữ đế hình thức. Không đối, chờ sau đó kém chút quên ta còn có hạch tâm thế giới. Nếu như tại nơi hoang vu không người ở gặp gỡ nguy hiểm, cái kia liền trực tiếp nổ tung đạn đạo, sau đó chính ta trốn đến hạch tâm thế giới bên trong, để cho địch nhân tiếp nhận thiên kiếp đạo đạn tư vị cũng không tệ. Thế là, Tống Thư Hàng cho Bạch Tiền bối viết hồi phục tạ ơn. Bạch Tôn Giả không tiếp tục hồi phục Thư Hàng, hắn lại tiến vào độ kiếp hình thức bởi vì tống thư hàng cánh tay trái lại ẩn ẩn truyền đến tê liệt cảm giác. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa kết thúc. Tống thư hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra, trên cánh tay trái vẫn như cũ ẩn ẩn truyền đến điện giật tê liệt cảm giác, nhưng hắn đã có thể làm được mặt không biểu tình, một mặt bình tĩnh. Điện lấy điện lấy, thành thói quen, hiện tại, loại trình độ này điện giật đã không cách nào dao động ý chí của hắn. Giữa chưa ăn chút gì, Cao Mỗ mỗ hỏi Ngươi không phải cùng nha y đã hẹn sao? Thổ Ba đáp, ừm, um, cho nên mới hỏi các ngươi muốn ăn chút gì. Ta cùng nha y khi trở về cho các ngươi tiện đường mang cơm chưa trở về. Cao Mỗ Mỗ nhếch miệng lên nói, không cần, ta cùng Dương Đức chính mình đi tìm một chút ăn a. À. Thư hàng ngươi đây, Thổ Ba hỏi, ta cũng cùng người đã hẹn. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, Tô Thị A thập lục thân ảnh đã xuất hiện tại cửa ra vào hôm nay tô thị a thập lục hiển nhiên cố ý cách ăn mặc qua tận lực để chính mình coi trọng đi lộ vẻ thành thục một chút dù sao cũng là đến làm lão sư thư hàng các ngươi buổi sáng còn có lớp sao tô thị a thập lục ngoắc nói không có lớp buổi sáng liền tam thiết khóa tống thư hàng cười nghinh đón tiếp lấy trên đường lại đối thi nói thi ngươi cùng bạch hạc trước đồng học cùng một chỗ trở về trên đường cẩn thận thi đem qua tử xác thu hồi nhẹ gật đầu thập lục cơm chưa nếm qua sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ta ăn thích cốc đan. Tô Thị A thập lục nháy nháy mắt, giữa trưa chúng ta không phải muốn luyện ngự đao thuật sao? Cho nên ta không muốn lãng phí thời gian. Tốt A, à. Tống Thư Hàng cũng móc ra một viên tích cốc đan, một ngụm nuốt vào, chúng ta đi cái nào tu luyện ngự đao thuật. Ta hôm qua dẫm tốt một chút rồi, ta mang người tới. Tô Thị A thập lục vung tay lên một cái, tế ra bản thân bản mệnh bảo đao chương 1046, Huyền Thánh ký tên. Nói lên ngựa đao thuật, Tống Thư Hàng đã từng thể nghiệm qua một lần, lâm thời bản ngự kiếm thuật. Vật kia là thông huyền đại sư tiến hành, giảm xuống ngựa kiếm thuật sử dụng cấp bậc, thí nghiệm, sau khi thất bại sản phẩm. Về sau đại sư lại đưa nó cải tiến một cái, để dùng cho các đệ tử sớm thể nghiệm, ngựa kiếm thuật, sử dụng. Đề dài đệ tử có thể thông qua khởi động khẩu lệnh cộng chú văn cộng thủ ấn, tạm thời sử dụng, thể nghiệm ngựa kiếm thuật thần kỳ. Bất quá tống thư hàng cảm giác cái kia, Lâm thời ngự kiếm thuật, cùng hắn nói là thể nghiệm ngự kiếm thuật, ngược lại càng giống là điều khiển phi kiếm. Ngự kiếm thuật nhìn cùng điều khiển phi kiếm ở giữa, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tương tự. Một cái thông qua điều khiển khống chế phi kiếm, một cái khác chỉ cần tu sĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm tùy tâm động, lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn giảm. Cái sau lộ vẻ càng đẹp trai hơn một chút. A à thập lục tế ra nàng bản mệnh bảo đao, nàng bảo đao thuộc về đoàn đao loại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Theo nàng tâm ý khẽ động, đoàn đao tự động ra khỏi vỏ, tại bên người nàng dạo qua một vòng. Tống thư hàng, thập lục, người học tập ngự đao thuật lúc, dùng liền là nó. Tống mỗ người cảm giác học tập ngự đao thuật hoặc ngự kiếm thuật, sử dụng loại này cỡ nhỏ, bảo đao, hoặc là phi kiếm, sẽ có hay không có điểm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì đoàn đao, cỡ nhỏ phi kiếm thể tích tương đối nhỏ, dẫm lên trên lúc phi hành trong lòng không vững vàng, nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng hy vọng mình có thể sử dụng cánh cửa cửa kiếm đao để luyện tập ngự đao thuật. dạng này ngự kiếm hoặc đao lúc phi hành giẫm lên cũng sẽ đặc biệt ổn, không cần sợ đạp hụt cái gì. Tô Thị A thập lục trả lời: đương nhiên rồi. tại tu luyện ngự đao thuật lúc dùng bản mệnh bảo đao để luyện tập lúc có thể càng nhanh nắm giữ ngự đao thuật khiếu môn. dù sao bản mệnh pháp khí cùng mình tâm ý tương thông, phối hợp độ cũng càng cao. nói xong nàng đoản đao bên trên có độn quang hiển hiện, hóa ra đủ để cho nàng cùng Tống Thư Hàng đứng yên không gian. A thập lục dơ chân hướng về phía trước phóng ra một bước, đoản đao chủ động bay đến nàng dưới chân, đem nàng thân hình nâng lên. Sau đó, nàng mỉm cười, lộ ra một cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, lên đây đi, ta dẫn người đi thích hợp tu luyện ngự đao thuật địa điểm. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, đi theo nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào đoản đao độn quang phía trên. Đứng vững vàng, Tô Thị A thập lục nói. Sau đó, đoàn đao có chút trầm xuống, đao mang tăng vọt, phóng lên tận trời, tốc độ tật nhanh. Tốc độ này, dây phá trăm mã. Tốc độ tức là chính nghĩa, vô luận là cái gì độn thuật, nhanh tức là hết thảy chân lý. Thập lục, ổn một chút, Tống Thư Hàng nói, buổi trưa thời gian rất dư giả, không cần nóng lòng nhất thời. Mà lại, A thập lục là tân tài xế, lại thêm dưới chân, độn quang, diện tích tương đối nhỏ, hắn dẫm lên độn quang thời điểm, cảm giác an toàn không phải rất đủ. Yên tâm đi, không có việc gì, ta tấn thăng tứ phẩm về sau, đã triệt để nắm giữ ngự đao phi hành thuật, người không cần sợ, nhìn phía trước, không nên nhìn dưới thân. Tô thì A thập lục tự tin nói. Có lẽ là A thập lục một mặt tràn đầy tự tin, tống thư hàng thoáng an tâm một chút. Đoàn đao độn quang chờ Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng càng bay càng cao, mấy hơi thở sau đã đạt đến ngàn mét trở lên không chung sau đó, đao quang lướt lên, hướng phía tây nam phương hướng thẳng tắp tiến lên. Chúng ta muốn đi đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A thập lục thanh âm thanh thúy trả lời, ta cũng không biết chỗ kia tên gọi là gì, ta tối hôm qua lấy, Giang Nam Đại học Thành, làm trung tâm, hướng một cái phương hướng thẳng tắp phi hành, đã tìm được một một chỗ yên tĩnh. Cũng ở nơi đó bày ra huyễn trận, chúng ta ở nơi đó có thể luyện tập ngự đao thuật. Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu. Tô Thị A Thập Lục mặc dù là tân tài xế, nhưng là nàng tại ngự đao phi hành bên trên rất có thiên phú, tốc độ nhanh, phi hành bình ổn. Cái này thật to hóa giải tống thư hàng chứng sợ độ cao triệu chứng. Bay nhà bay, ước chừng bay hơn 2 phút đồng hồ. Còn chưa tới sao, tống thư hàng hỏi, dưới chân, độn quang, diện tích cứ như vậy hơi lớn, hắn không tự chủ được tới gần A Thập Lục một chút. Còn kém một chút xíu, lập tức liền muốn tới. Tô Thị A Thập Lục giòn tiếng nói, đồng thời trong nội tâm nàng cũng âm thầm đã thả lỏng một chút nàng mặc dù triệt để nắm giữ ngựa đao thuật nhưng là dẫn người trên không trung bay vẫn là lần đầu tại mang tống thư hàng thượng thiên thời điểm kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn là thoáng có chút khẩn trương dưới mắt lập tức liền muốn tới mục đích lên đường bình an cho nên a thập lục trong lòng cũng chậm một hơi đợi chút nữa a thập lục cẩn thận phía trước có đồ vật lúc này tống thư hàng đột nhiên lên tiếng nói Chỗ nào? Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi, nàng đưa mắt nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tống Thư Hàng, ngay phía trước tầng mây bên trong có cái gì, trước giảm tốc, nếu không chúng ta sẽ đụng vào. Trong lúc nói chuyện, Tống Thư Hàng trong đan điền, viên kia thánh ấn có chút hiện sáng. Giống như tại thiên kiếp thế giới, huyền thánh, trạng thái lúc, thánh ấn quang huy vì Tống Thư Hàng tăng thêm một tầng nhàn nhạt, nhạt uy nghiêm. Tô Thị A Thập Lục bấm một cái pháp ấn dưới chân độn quang nhanh chóng giảm tốc, cuối cùng lơ lửng vào hư không bên trong. Đồng thời A thập lục con ngươi nhìn về phía phía trước tầng mây, nhưng là nàng vẫn như cũng không thấy gì cả. Là Tống Thư Hàng nhìn thấy cái gì ảo giác? Lại hoặc là Tống Thư Hàng thấy được nàng không cách nào nhìn thấy đồ vật? Đang lúc Tô Thị A thập lục suy tư thời khắc, phía trước tầng mây bên trong, có từng đầu dạng sợi dễ vật thể dọc theo người ra ngoài. Những này sợi dễ linh hoạt dễ ruộng, như là từng đầu trường xà bọn chúng ngay từ đầu đều ở vào ẩn thân trạng thái hiện tại chủ động hiện thân tô thị a thập lục thân thể có chút cong lên liền như là con báo vận sức chờ phát động không cần quá mức khẩn trương đối phương hẳn không có ác ý tống thư hàng ôn nhu nói có thể là trên người hắn có thể dọc theo hoa sen sợi dễ nguyên nhân cùng là sợi dễ nhất tộc cho nên hắn có thể từ tầng mây bên trong những này sợi dễ trên thân cảm giác được rất rõ ràng thiện ý tống thư hàng vừa dứt lời tầng mây bị toàn bộ lột ra. Một gốc vẻn vẹn có cao hơn một mét cây nhỏ xuất hiện tại hắn cùng Tô Thị A thập lục trước mặt. Cây nhỏ thân thể rất nhỏ, nhưng nó sợi dễ lại lớn khoa trương. Nó dễ cây nhìn qua không có chủ thứ phân chia, thân một đầu sợi dễ đều có gần dài 60 mét độ. Lúc này sợi dễ của nó đâm vào chung quanh trong tầng mây, tựa hồ đang hấp thu một loại nào đó linh lực, tiến hành tu luyện. Nguyên lai like là gốc đang tu luyện thụ yêu, là chúng ta không cẩn thận xâm nhập đến nó tu luyện khu vực tô thị a thập lục nói ra các ngươi tốt lúc này cái này gốc cây nhỏ chủ động lên tiếng nói không có ý tứ hai vị đạo hữu ta vừa tiến vào mảnh này tầng mây tiến hành tu luyện còn chưa kịp tới bố trí xuống trận pháp nhắc nhở đi ngang qua đạo hữu a ngài là bá tống huyền thánh bởi vì nhân tiền hiển thánh di chứng tương lai trong một năm chưa thiên vạn giới người tu luyện chỉ cần thấy được tống thư hàng liền sẽ biết đại danh của hắn. Bá Tống Huyền Thánh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài. Cây nhỏ kích động nói, ngày hôm qua hiển Thánh lúc giảng giải đạo tạng thực sự quá tuyệt vời, ta mặc dù có rất nhiều địa phương nghe không hiểu, nhưng là ta thu hoạch to lớn vô cùng. Có ngài về sau, ta cảm giác mình trùng kích ngũ phẩm cảnh giới thì càng có hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi này gặp được ngài, ta thật sự là quá may mắn. Cây nhỏ kích động nói năng lộn xộn, toàn thân lá cây đều run rẩy lên, so với phen cuồng gặp gỡ chân ái minh tinh còn kích động hơn. Cái này gốc nhỏ thụ yêu thực lực cùng đậu đậu không sai biệt lắm, ở vào 4 tấn 5 cửa ải. Vừa rồi ẩn thân năng lực là nó một loại đặc thù chủng tộc thiên phú, tại nó toàn lực ẩn thân lúc, liền tô thị A thập lục đều không có phát giác nó. Không khách khí, Tống Thư Hàng duy trì mỉm cười, thản nhiên nói. Bá Tống Huyền Thánh, ta ta có thể xin ngài cho ta ký tên sao? Lúc này, Cây nhỏ trông đợi nói, nói xong lúc, nó toàn thân lại kích động run không ngừng. Tống Thư Hàng rất lo lắng nó còn như vậy kích động quay xuống đi, có thể hay không đem lá cây đều diêu quang. Ký tên, người muốn ký đây, Tống Thư Hàng hỏi. Ngài, có thể đánh dấu trên người của ta sao? Cây nhỏ chờ đợi hỏi, nếu là có thể mời vị này, ngàn năm đệ nhất thánh, cho nó lưu lại ký tên, nó cảm giác mình tới lúc độ kiếp, liền sẽ càng có lòng tin. Trước kia nghe nói qua có fan cuồng hy vọng minh tinh có thể ký tên đến y phục của các nàng bên trên, giống cái này gốc cây nhỏ dạng này trực tiếp yêu cầu ký ở trên người, tống thư hàng thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tốt a à a à thập lục, người có mang bút sao? Tống thư hàng hỏi. Không mang, tô thì a à thập lục nhún vai. Ta cũng không mang, tống thư hàng nhìn về phía gốc kia cây nhỏ, cây nhỏ nhìn qua càng không khả năng mang bút. Bá tống huyền thánh, ngài đợi chút nữa. Lúc này, cây nhỏ một cái nhánh cây dọc theo người ra ngoài, liền như là cánh tay chỉ đồng dạng bóp lấy mình một tiết nhánh cây, sau đó dụng lực một chiếc. Ba, một tiếng vang giòn, một tiết thật dài nhánh cây bị nó bẻ. Nhánh cây bên trong, có mực nước đồng dạng nhựa cây ngưng tụ không tan. Nhìn qua luôn cảm giác rất đau bộ dáng. Bá Tống Huyền Thánh, ngài nếu như không chê, mời dùng ta nhánh cây cho ta ký cái tên được không? Cây nhỏ mong đợi nói. Không có vấn đề. Tống thư hàng đáp cái này cây nhỏ vì một cái ký tên đều làm đến loại trình độ này, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Muốn ta đưa người đưa đến cây nhỏ bên người sao? Tô thị A thập lục dùng, truyền âm nhập mật dò hỏi. Tống thư hàng bây giờ còn chưa học được ngữ đao thuật, còn không cách nào phi hành trên không trung. Không có việc gì, điểm ấy khoảng cách ta vẫn là có biện pháp đi qua. Tống thư hàng trả lời. Sau một khắc, Tống thư hàng nhấc chân trong hư không đạp mạnh bước ra một bước lúc, trong hư không linh khí thật nhanh ngưng tụ, dưới chân hắn hóa ra một đóa tinh xảo hắc liên. Hắc liên lập lòe tỏa sáng, như hắc thủy tinh tạo thành. Một bước tối sầm sen, mà khi Tống Thư Hàng lại bước ra một bước lúc, lại sẽ có mới hắc liên tại hắn túc hạ nở rộ mà sau lưng cũ hắc liên thì sẽ ở trong nháy mắt phân tán, hóa thành cánh hoa tiêu tán ở trong hư không. Tuổi trẻ thụ yêu thấy cảnh này, càng thêm kích động lên. Mà nơi xa, Tô Thị A thập lục nhìn như bình tĩnh, trên thực tế một mực duy trì cảnh giác trạng thái. Nếu là cái này thụ yêu dám tập kích Tống Thư Hàng, nàng có thể ngay đầu tiên đối thụ yêu khởi sướng tiến công. Tống Thư Hàng mấy bước đi tới thụ yêu bên người, đưa tay từ thụ yêu trong tay nhận lấy chi kia nhánh cây. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn cũng duy trì cảnh giác. Dù sao, Bạch Tôn giả buổi sáng cho hắn tính một quẻ, nói hắn gần đây bên trong có thể sẽ có chút ít phiền phức. Y muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không nha. chương 1047, đao thiền để đao trước bay lên. Cho nên, coi như cái này gốc cây nhỏ một mực tản ra, thiện ý, cảm giác, tống thư hàng đáy lòng vẫn như cũ duy trì đầy đủ cẩn thận. Hắn dẫm lên hắc liên, đi vào cây nhỏ sau lưng, lấy nhánh cây kia làm bút, điểm tại cây nhỏ trên thân. Ân, muốn viết chút gì tốt đâu, dù sao tống thư hàng đây cũng là lần thứ nhất cho người khác ký tên nếu không, viết cái đạo hiệu của mình, nhưng hắn đạo hiệu còn có 6 cái, viết cái nào tốt. Hoặc là trực tiếp viết thành ấn bên trên, bá tống, hai chữ. Sẽ có hay không có điểm quá qua loa. Đúng, không bằng viết điểm chúc phúc ngữ cái gì a à? dù sao cái này thụ yêu là cái thứ nhất tìm hắn ký tên, người tu luyện. Người tên gì, thế là, tống thư hàng lên tiếng hỏi. Mễ lộ lộ, ta gọi mễ lộ lộ, nhỏ thụ yêu vui vẻ nói. Danh tự này, làm sao nghe không giống như là phương đông danh tự. Cái này nhỏ thụ yêu có phương Tây yêu tinh huyết thống sao? Suy tư, Tống Thư Hàng vẫn là nâng bút, tại, mễ lộ lộ, trên thân viết đơn giản chúc phúc, chúc mễ lộ lộ mạnh mẽ sinh trưởng càng dài càng tươi tốt. Dù sao ra hỏa này là thụ yêu, dạng này chúc phúc hẳn là không sai. Viết xong cái này một chuỗi chúc phúc về sau, Tống Thư Hàng đang chuẩn bị nâng bút trên người thụ yêu viết lên đạo hiệu của mình. Lúc này, trong cơ thể hắn thánh ấn lại đột nhiên huyễn hóa với hắn trong tay tống thư hàng nhìn qua thánh ấn cái đồ chơi này chẳng lẽ còn có thể làm con dấu sử dụng nếu không thử một chút nghĩ xong tống thư hàng nhấc lên thánh ấn hướng phía thủ yêu mễ lộ lộ trên thân đắp một cái thánh ấn ép trên người mễ lộ lộ trên người nó hóa ra một cái chói mắt lạc ấn lạc ấn tản ra hào quang nhỏ yếu thật lâu không tiêu tan đồng thời Mễ lộ lộ bị, thanh ấn, đóng bay ra ngoài. Tống thư hàng rõ ràng chỉ là dẫn theo, thành ấn, trên người nó đắp một cái, nhưng mễ lộ lộ lại phản phất bị một cỗ cự lực vỗ chúng. Thân thể của nó xoay tròn lấy, hướng phương xa xoay nhanh, phát ra hốt hoảng kêu to, A -a 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 -a. Mễ lộ lộ thân cây mặc dù chỉ có một mét, nhưng nó dễ cây lại có gần hơn 60 mét chiều dài. Cho nên, khi nó xoay tròn bay múa lúc, rất nhanh liền tạo thành một đạo cuồng bạo gió lốc quét sạch bát phương rất nhanh mễ lộ lộ thân hình càng bay càng xa trong hư không ẩn ẩn truyền đến nó vui vẻ tiếng kêu gọi tạ ơn ngài bá tống huyền thánh tạ ơn ngài gặp gỡ ngài ta thật rất vui vẻ nó biết bá tống huyền thánh dùng thánh ấn cho nó đóng cái chương đây chính là lớn phúc lợi cho nên mặc dù bị thánh ấn đóng bay ra ngoài nhưng nó vẫn là rất vui vẻ tống thư hàng khóe miệng co giật Tại mễ lộ lộ mền bay ra ngoài về sau, tống thư hàng thân hình cũng ngã bay ra ngoài. Mễ lộ lộ chuyển động lên gió lốc uy lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Còn tốt mễ lộ lộ đã bị, đóng, bay ra ngoài, nếu bị nó nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật, bá tống huyền thánh cao lớn hình tượng tuyệt đối lập tức phá diệt. Gặp tống thư hàng ngã bay ra ngoài lúc, tô thị A thập lục ngự sử độn quang, siêu, một cái rơi xuống tống thư hàng bên người, đem hắn tiếp được còn tốt đó chứ tô thị a thập lục hỏi còn qua đi liền là chân có chút mềm tống thư hàng cười khan nói không nghĩ tới thánh ấn uy lực đáng sợ như vậy chỉ là nhẹ nhàng đắp một cái liền có thể đem tứ phẩm đỉnh phong thụ yêu đóng bay ra ngoài nếu như ta dùng thánh ấn toàn lực đập người sẽ có bao lớn uy lực không biết trong lịch sử cũng không có tương tự ghi chép bởi vì chưa từng có vị kia huyền thánh dùng mình thánh ấn nện qua người tô thị a thập lục nói dù sao thành thánh cơ hội chỉ có một lần, nếu như thánh ấn bị nện hỏng, không ai biết cái đồ chơi này muốn làm sao chữa trị. Lại nói huyền thánh nhóm pháp khí còn nhiều, chuyên môn nện người pháp khí cũng là hoa văn phong phú, cái gì phiên thiên ấn A, càn khôn quyển A, kim bản chuyên A. Cho nên, huyền thánh nhóm cũng không cần đến cầm, thánh ấn, đi nện người. Lần sau tìm người thử một chút, Tống Thư Hàng cười nói, nói không chừng, thánh ấn, sẽ thành hắn đại sát chiêu một trong. Trước không nói nhiều chúng ta đến tăng thêm tốc độ, Tô Thị A Thập Lục trầm giọng nói, lúc đầu ta mang theo ngươi trèo chống đến mục đích cũng không thành vấn đề, nhưng mới vừa rồi bị cái này gốc thụ yêu kéo chút thời gian, ta ta cảm giác độn quang, có chút không chịu nổi. A, à, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không ổn. Nắm chặt, Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục đưa tay, bắt lấy Tống Thư Hàng tay phải. Sau đó nàng toàn lực vận chuyển độn quang, túc hạ bảo đao tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ngự đao tốc độ phi hành tăng lên điên cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tống thư hàng hít vào một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía mình dưới chân. Ở nơi đó, tô thị A thập lục nguyên bản ngưng tụ ra, độn quang, diện tích, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Thiên thỏ! Cho nên ta liền nói, loại này đoạn đao A, cỡ nhỏ phi kiếm A quá không đáng tin cậy. Qua vài ngày ta liền đi đặt trước chế cái, cánh cửa cự cử đao, dùng để luyện tập ngự đao phi hành dưới chân độn quang diện tích càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, độn quang diện tích thu nhỏ đến chỉ có một đài phổ thông cỡ nhỏ lắp tắp diện tích. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục hai người chỉ có thể dán chặt lấy đứng thẳng. Còn bao lâu mới có thể đến? Tống Thư Hàng dò hỏi. Đã đến, chúng ta hạ xuống. Nắm chặt ta, hạ xuống lúc ta sẽ lần nữa ra tốc. A thập lục cắn răng nói. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới nói chuyện. A thập lục phi kiếm đã thẳng tắp rơi xuống dưới, Sao chơi nhảy cầu còn kích thích. Thư Hàng hốc mắt ẩm ướt, luôn cảm giác đây là tai nạn máy bay máy bay rơi đồng dạng. Đồng thời, Tống Thư Hàng đưa tay, hướng về phía trước ôm lấy Tô Thị A thập lục. Lúc này nếu là không ôm thập lục, hắn liền đợi đến từ trên phi kiếm bỏ rơi đi. Bất quá hắn ôm A thập lục lúc, tư thế tương đối xấu hổ. Vừa đến, bởi vì giữa hai người thân cao kém, Tống Thư Hàng tay cũng không biết muốn thả cái nào mới tốt. Thứ hai Tống Thư Hàng hiện tại tay trái còn tại bạch tôn giả nơi đó, hắn chỉ có một cái tay phải có thể dùng. Cuối cùng, Tống Thư Hàng chỉ có thể tận lực khúc thân, đem dưới tay phải rời, một cánh tay vòng lấy A thập lục trên lưng. Tô thì A thập lục giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn chưa đủ, chuẩn bị xong, ta còn muốn nhanh lên nữa. A thập lục lên tiếng nói, nàng nhất định phải tại dưới chân, độn quang, hoàn toàn biến mất trước, hạ xuống an toàn độ cao, lại ổn định, bảo đao cuối cùng lại an toàn hạ xuống còn muốn càng nhanh tống thư hàng hít sâu cắn chặt răng tốt ra à, nếu như là nhanh hơn chút nữa điểm lời nói hắn cũng có thể kiên trì ở một lát sau a a a tống thư hàng thật mất mặt phát ra một trận thét lên lúc đầu lấy sự nhẫn nại của hắn loại trình độ này nhảy cầu kích thích hắn cắn răng vẫn có thể kiên trì nổi nhưng vào lúc này thật vừa đúng lúc thiên kiếp thế giới bạch tôn giả lại bắt đầu soát thiên kiếp tay trái truyền đến từng đợt đến từ thiên lôi tê liệt cảm giác, trận này tê liệt cảm giác, thành đè sập tống lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Tại điện giật cùng nhảy cầu xong trọng kích thích dưới, tống thư hàng thật mất mặt nghẹn ngào kêu lên. a à, hôm nay ta cũng là như thế bất hạnh. Tại tô thị A thập lục khống chế chính xác dưới, tống thư hàng cùng nàng bình an hạ xuống. Mục đích là lòng núi ở giữa một khối trên đồng cỏ, trên thực tế nơi này khoảng cách Giang Nam Đại học Thành đã có đoạn khoảng cách. Tống Thư Hàng hai chân có chút như nhũn ra, điện giật thêm không chung nhảy cầu, thật sự là quá đặc biệt mã kích thích, kích thích không muốn không muốn. Đồng thời Tống Thư Hàng nghĩ đến một kiện rất sụp đổ sự tình hắn còn có khôi lỗi ngân long A. Lúc ấy Tô Thị A thập lục độn quang bắt đầu sụp đổ thời điểm, hắn hẳn là trước tiên lấy ra khôi lỗi ngân long mới đúng A. Nhưng bây giờ nhớ tới khôi lỗi ngân long đã đã quá muộn. Khá hơn chút nào không? Tô thị A thập lục sắc mặt hơi có chút ửng hồng, dò hỏi: "Để cho ta lại nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi bạch tiền bối cái kia lại độ kiếp rồi, tay trái của ta còn nhập tại tê liệt trạng thái." Tống thư hàng giải thích nói: "Ừm, Tô thị A thập lục nhu thuận nhẹ gật đầu, đã ngươi hiện tại không thể động, vậy ta trước cùng ngươi nói một chút, ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật phương pháp đi." Vô luận là ngự kiếm phi hành vẫn là ngự đao thuật bước đầu tiên cần phải làm là để bảo đao hoặc là phi kiếm, bay. Thư hàng người chuẩn bị dùng cái nào chui vũ khí tới tu luyện, ngự đao phi hành. Nghĩ sử dụng ngự đao phi hành hoặc là sử dụng ngự đao thuật, phổ thông, đao, là không được. Nhất định phải là chuyên môn phi kiếm hoặc là bảo đao, trên đó phải có chuyên môn trận pháp cùng phù văn, cùng sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo thành. Liền xem như bạch tôn giả, duy nhất một lần phi kiếm, trên đó cũng khắc rõ độc môn trận pháp phù văn, Tống Thư Hàng từ tay của mình xuyên không gian bên trong, lấy ra hai thanh vũ khí. Một thanh là bảo đao phách toái, đao này là năm đó, Nguyệt Đao Tông, đời đời truyền lại trí bảo, đao dài ba thước ba tấc, từ lôi trì trọng kim chế tạo thành, trí dương trí cương, trình độ cứng cáp hơn xa đồng cấp pháp đao. Vết đao sắc bén, có thể gọt tứ phẩm tu sĩ nhục thân. Tại cùng cấp bậc bảo binh bên trong cũng coi là cực phẩm. Một cái khác chuôi là màu đen tiểu kiếm, đây là vô cực ma tông, chế thức phi kiếm, miễn cưỡng cũng coi là tứ phẩm cấp bậc phi kiếm. Lúc trước vị kia vô cực ma tông cảnh mạch đà chủ truy sát tống thư hàng, kết quả bị tống thư hàng dẫn tới bạch tôn giả bên người phản sát, chuôi này chế thức phi kiếm liền là chiến lợi phẩm. Đao là bảo đao, kiếm là phi kiếm, đều có thể tu luyện ngự đao kiếm phi hành thuật pháp. Tống thư hàng nắm lên bảo đao phách toái, liền dùng nó để luyện tập đi. Vừa đến, tô thị A thập lục muốn dạy dỗ hắn là, ngự đao phi hành, chi pháp, luyện tập lúc tự nhiên muốn dùng đao. Thứ hai, bảo đao phách toái phẩm chất cao hơn nhiều đen kỳ tiểu kiếm, mà lại nó là tống thư hàng một mực sử dụng bảo binh, tống thư hàng nắm nó lúc tương đối có cảm giác. Thứ ba, bảo đao phách toái thể thích so đen kỳ tiểu kiếm phải lớn rất nhiều, điểm ấy rất trọng yếu. Dẫm tại phách toái bên trên so dẫm tại đen kịt trên tiểu kiếm phải có cảm giác an toàn nhiều. Bước đầu tiên muốn làm thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Đối người mới học mà nói, nếu như dùng để luyện tập bảo đao không phải, bản mệnh pháp khí, vậy cần trước tiến hành, đao thiền. liền là lấy cùng loại minh tưởng thuật phương pháp câu thông bảo đao, lại dựa vào chân khí rót vào bảo đao bên trong, cùng bảo đao ở giữa sinh ra liên hệ. Nếu như người đã lĩnh ngộ đao ý, cái kia tại quán chú chân khí đồng thời, đem tự thân đao ý rót vào bảo đao, dạng này sẽ để cho đao thiền quá trình càng thêm thuận lợi. Hoàn thành đao thiền về sau, bước thứ hai liền là lấy tứ phẩm tu sĩ, hư đan, phối hợp tiên thiên chân nguyên, kích phát, bảo đao, bên trong ghi khắc phù văn cùng trận pháp, để đao bay lên. chương 1048, Ngự Khải Phi hành vọng thiên. Nghe tựa hồ cũng không khó, vậy ta muốn làm sao tiến hành đao thiên. Tống Thư Hàng dò hỏi, đồng thời, hắn trước đem đen kỳ tiểu kiếm thu hồi, sau đó ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, đem bảo đao phách toái đặt ngang ở trên đùi. Đao thiền chi pháp, là minh tưởng pháp một loại phương pháp vận dụng. Người trước vận chuyển minh tưởng pháp, sau đó lại đem tinh thần lực dọc theo người ra ngoài, tiếp xúc bảo pháp. Đao thiền bên trong lúc, người coi như mình, bảo đao, là có linh chi vật, cùng nó tiến hành câu thông, dạng này có thể càng nhanh làm sâu sắc người cùng đao ở giữa liên hệ. Tô Thị A Thập Lục nói, tốt, ta thử một chút, Tống Thư Hàng nhắm mắt, vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Tống Thư Hàng trong thức hải, chân ngã, hình tượng, bởi vì hắn kinh lịch cùng gặp gỡ mỗi giờ mỗi khác đều đang biến hóa tống thư hàng tu luyện một loại nào đó công pháp chiếm được kỳ ngộ gì thậm chí là đạt được cái gì siêu cấp pháp bảo đều sẽ cải biến hắn trong thức hải chân ngã bộ dáng mà từ tấn thăng tứ phẩm quá trình bên trong đã trải qua nhân tiền hiển thánh huyền thánh quá trình về sau tống thư hàng chân ngã ngoại hình liền biến rất sâu lúc này ở ý thức của hắn trong biển chân ngã ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt, chân ngã, tóc rất dài, đồng thời mang theo một cái kim sắc chiêu thiên quan không phải đầu chọc thật sự là quá tốt. Chân ngã, nửa người trên không mặc quần áo vật, lộ ra một thân đá cẩm thạch cơ bắp, thân dưới mặc một kiện cùng loại áo choàng trang phục. Cẩn thận đi xem mới có thể phát hiện, đây là chân ngã, đem mặc trên người đạo bào bỏ đi một nửa, buộc ở bên hông ra hỏa này khả năng có hiện bắp thịt đam mê. Chân ngã, trên thân, tản ra uy nghiêm chi sắc, cái kia là bát phẩm huyền thánh uy nghiêm. Tại hắn trên đầu gối, đặt vào một quyển kinh thư, cái kia là Địa Tạng độ hồn kinh. Quyển kinh văn này khả năng cùng chân ngã minh tưởng pháp đồng dạng đều là kim cương tự, bên trong lưu truyền đi ra, cho nên tại Tống thư hàng đạt được Địa Tạng độ hồn kinh nếu như chân ngã hình tượng bên trong liền xuất hiện quyển kinh thư này. Tống thư hàng yên lặng vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, cũng điều động tinh thần lực, đi đón Sở cũng câu thông bảo đao phách toái. Bảo đao phách toái tiếp xúc đến tinh thần lực của hắn về sau, liền phát ra nhỏ bé đáp lại. Sơ bộ tiếp xúc rất thuận lợi. Tống thư Hàng rèn sắt khi còn nóng, không ngừng đem tinh thần lực độ đến bảo đao phách toái phía trên, dùng tinh thần lực đem phách toái tầng tầng bao khỏa. Tinh thần lực thông qua tầng tầng bao khỏa phương pháp, như tay tải khẽ vuốt phách toái đao thân thể. Ước chừng 30 hơi thở sau. Sau đó, Tống thư Hàng chân ngã, hình tượng biến ảo. Tại chân ngã, trên đầu gối, lại nhiều một thanh đao quang. Bất quá cùng sinh động như thật địa tạng độ hồn kinh khác biệt, chuôi này đao quang lộ vẻ rất là hư ảo. Chỉ cần Tống Thư Hàng đoạn đi cùng, bảo đao phách toái liên hệ, chuôi này đao quang liền sẽ từ hắn, chân ngã, hình tượng bên trên tiêu tán. Bảo đao phách toái dù sao không phải Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí, cho nên không cách nào đem tự thân củng cố đến Tống Thư Hàng chân ngã bên trong. Bước đầu tiên xong rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đao thiền bước đầu tiên thành công. Bảo đao phách toái dù sao đi theo Tống Thư Hàng từ mới vào tu chân tiểu thái điểu, một mực tấn thăng đến tứ phẩm tu sĩ. Có thể nói, giữa song phương đã sớm có nhất định tình cảm. Bảo đao phách toái nhanh như vậy đáp lại Tống Thư Hàng tiếp xúc, cũng thuộc về bình thường. Sau đó, liền là bước thứ hai, đem mình tiên thiên chân nguyên, phối hợp, đao ý, cùng một chỗ rót vào bảo đao phách toái bên trong, củng cố tự thân cùng phách toái ở giữa mối liên hệ này. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, điều động tiên thiên chân nguyên, tiến vào phách toái bên trong. Đồng thời, hắn lại ngưng tụ một sợi đao ý, theo tiên thiên chân nguyên cùng một chỗ tiến vào phách toái đao thể. Tiên thiên chân nguyên vận chuyển tốc độ tương đối nhanh, một lần lại một lần cọ rửa bảo đao phách toái đao thể. Một lát sau, theo Tống Thư Hàng đem một sợi đao ý rót vào bảo đao lúc, bảo đao phách toái lập tức sản sinh biến hóa, ong ong ong, bảo đao phách toái phát ra một trận ông minh chi thanh. Tống thư hàng tại, đao đảo, có rất mạnh thiên phú. Phóng tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong, hắn liền là loại kia trời sinh làm đao mà thành đao khách. Chỉ là lần thứ nhất nếm thử, hắn liền hoàn thành đao thiền bước thứ hai. Đao thiền xong rồi, tống thư hàng mở to mắt, nhìn về phía trên đầu gối bảo đao phách toái. Đao thiền một thành, tiếp xuống hắn liền có thể thử nghiệm để bảo đao phách toái bay lên. Tống Thư Hàng hưng phấn mở mắt. Sau đó Tống Thư Hàng lại thật nhanh nhắm mắt lại, trong lòng vạn mã bôn đằng. Đây không phải là thật, trong miệng hắn lầm bẩm nói. Tại Tống Thư Hàng trước người, Tô Thị A thập lục ngồi xổm ở trên đồng cỏ, một tay chống cằm. Ánh mắt của nàng nhìn qua Tống Thư Hàng trên đùi bảo đao phách toái. Mặc dù nàng biết Tống Thư Hàng đao ý rất khác loại, là khôi giáp hình đao ý, nhưng không nghĩ tới Tống Thư Hàng đao ý khôi giáp sẽ như vậy bá đạo chỉ gặp lúc này, tại bảo đao phách toái trên thân, nhiều hơn một bộ tinh xảo khôi giáp. Thân khôi giáp kia nối thành một mảnh, đem bảo đao phách toái thân đao toàn bộ bao phủ. Cứ như vậy, chỗ nào còn có thể nhìn ra bảo đao, bộ dáng rõ ràng là một bộ áo giáp a. Tô thị A thập lục thật vất vả đình chỉ cười, sau đó nàng vẻ mặt thành thật, lên tiếng an ủi Tống thư hàng nói, "Thư hàng, kỳ thật không có quan hệ." Suy nghĩ kỹ một chút, đao của ngươi biến thành áo giáp bộ dáng đến lúc đó người ngự đao lúc phi hành, tương đương với dẫm lên một bộ áo giáp đang bay đồng dạng. Ngự khải phi hành, kỳ thật còn rất anh tuấn. Ngự khải phi hành, tống thư hàng ngửa đầu nhìn lên trời, vọng thiên. Đồng dạng là ngự kiếm đao phi hành, người khác dẫm lên phi kiếm cùng bảo đao, hai tay thả lỏng phía sau, tiêu sái có hình. Mà hắn ngự đao lúc phi hành, dẫm lên một bộ khôi giáp, ngẫm lại đều cay con mắt. Kỳ thật thật man xoái, ta trước kia nhìn qua một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong có nhân vật chính liền dẫm lên người máy tại trong vũ trụ phi hành khi tất yếu người máy còn có thể bám vào nhân vật chính trên thân hóa thành khôi giáp cái kia biến thân quá trình lão suất khí tô thị a thập lục một mặt chân thành nói nhưng là người chưa phát giác ta dẫm cái này khôi giáp có chút ít sao tống thư hàng chỉ chỉ bảo đao phách toái bên trên khôi giáp cái này thân khôi giáp không phải lấy tống thư hàng làm tiêu chuẩn ngưng tụ mà là lấy bảo đao phách toái làm tiêu chuẩn sinh ra. Cho nên, nếu như Tống Thư Hàng dẫm tại bộ này khôi giáp lên, thì tương đương với dẫm tại một bộ một mét nhiều một chút khôi giáp bên trên đồng dạng, hình ảnh kia quá đau đớn. Khục, cái kia vứt bỏ ngoại hình, ngự khải phi hành cũng rất thực dụng a. À. Mặc dù nó thoạt nhìn là áo giáp, nhưng nó trên bản chất là bảo đao. Cứ như vậy, coi người điều khiển nó đi công kích địch nhân lúc, địch nhân chỉ thấy một bộ áo giáp hướng hắn đập tới, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến áo giáp bên trong là một thanh sắc bén bảo đao. Chiều này liền gọi Minh Tu sạn đạo, ám độ trần thương. Tô Thị A thập lục tiếp tục an ủi. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện mình quơ dài một mét áo giáp hướng địch nhân lúc công kích hình tượng đột nhiên cảm giác có chút sinh không thể luyến. Nhìn thấy Tống Thư Hàng tựa hồ biến càng thêm thất lạc, Tô Thị A thập lục ngồi sổm hướng về phía trước nhảy một bước, ngồi sổm Tống Thư Hàng bên người. Sau đó A thập lục đưa tay vỗ vỗ hắn, Chính thức an ủi, tốt A, à, không đùa ngươi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngự khải phi hành, loại sự tình này. Người bảo đao bên trên sở dĩ sẽ xuất hiện khôi giáp, là bởi vì ngươi vào bên trong chuyển vận một sợi, đao ý, nguyên nhân. Nhưng là ngự đao phi hành, không thâu vào đao ý cũng không thành vấn đề, nhiều nhất hiệu quả sẽ kém bên trên như vậy một chút. Nếu như ngươi thật không muốn ngự khải phi hành, loại kia ngươi triệt để nắm giữ, ngự đao phi hành, về sau đừng hướng bảo đao bên trong quán thâu, đao ý, liền tốt. Không rót đao ý cùng rót đao ý khác nhau ở chỗ nào sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Không có đao ý gia trì, ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật tốc độ, phòng ngự, lực công kích, lực bền bị toàn diện sau đó hàng rất nhiều. Bất quá không ảnh hưởng, ngự đao phi hành, bình thường sử dụng. Dù sao, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều nắm giữ, đao ý, hoặc là kiếm ý cũng không gặp bọn hắn liền không thể sử dụng ngựa kiếm phi hành nha tô thị a thập lục tiếp tục vỗ vỗ tống thư hàng nói cách khác nếu như sinh tử trong giao chiến ta tốt nhất vẫn là cho bảo đao gia trì lên đao ý mới được a à? tống thư hàng nhìn lên trời hắn họa phong xem bộ dáng là kéo không trở lại tống thư hàng cũng không có thất lạc bao lâu thời gian có hạn nào có nhiều thời gian như vậy để hắn thất lạc ý tứ một cái liền tốt tiếp xuống hắn còn muốn nắm chặt thời gian học ngự đao phi hành. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục nói, tại viễn cổ thời đại một ít tu sĩ, có thể nắm giữ nhiều loại khác biệt đao ý. Nói không chừng tương lai, hắn cũng có thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới đao ý. Cho nên áo giáp bộ dáng liền áo giáp bộ dáng đi, hắn hiện tại muốn làm chính là đem, ngự đao phi hành, cùng, ngự đao thuật, học được, không cô phụ A Thập Lục chờ mong. Tu luyện ngự đao phi hành bước thứ hai, để bảo đao bay lên. Tô Thị A thập lục giảng giải cẩn cái ngự đao quá trình cùng trình tự, cũng tự mình làm mẫu mấy lần cung cấp tống thư hàng tham khảo. Tại hắn hiểu nguyên lý về sau, A thập lục liền để tống thư hàng chính mình nếm thử. Tống thư hàng trong tay sách ngược lấy áo giáp bộ dáng bảo đao phách toái, hít sâu. Sau đó, hắn lần nữa vận chuyển bản mệnh thật xa, rót vào đến đao thân thể bên trong. Đồng thời, ấn lấy A thập lục giảng giải phương pháp, dẫn động tứ phẩm tu sĩ, hư đan, để hư đan phối hợp tiên thiên chân nguyên, kích hoạt bảo đao phách toái, để nó làm trời, bồng bềnh. Thư hàng bản mệnh trong đan điền, hư đan, là biến dị chủng loại, cái này mập kình từ tống thư hàng sau khi tấn cấp, biến càng mập một chút. Lúc này, tống thư hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, mập kình hoạt động. Trong lúc mơ hồ, tống thư hàng bản mệnh trong đan điền truyền ra một tiếng huyết dài, cái này âm thanh kêu to cùng kình minh thanh đã tranh lệch rất xa. Tống thư hàng mập kình hư đan so với phổ thông tứ phẩm tu sĩ hư đan đến, càng thêm sinh động, khống chế lại cũng càng thêm thêm thuận buồm xuôi gió. Tại mập kình hư đan phát ra huyết dài về sau, tống thư hàng trong lòng hơi động. Hắn nắm lấy bảo đao phách toái tay phải nhẹ nhàng buông lỏng. Áo giáp trạng bảo đao phách toái rơi xuống dưới, nhưng rơi vào một nửa thời điểm, nó lại đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy, phách toái bảo đao duy trì lơ lửng tư thế, trong hư không chìm nổi. Rất tốt, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ tiếp đó, thử nghiệm để nó phù cao hơn, để nó từ bồng bình trạng thái chuyển hóa làm bay lượn. Ừm, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tay của hắn chậm rãi nâng lên. Phía dưới bảo đao phách toái theo tay phải hắn động tác, chậm rãi lơ lửng. Lúc này, trên thân đao, có đao ý tự động vận chuyển, tăng nhanh quá trình này. Phách toái bảo đao, thuận theo Tống Thư Hàng tâm ý, đằng không mà lên. chương 1049 ta bảo đao bị ngự đao bay mất làm sao bây giờ. Xong rồi, Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Loại này không cần điều khiển từ xa liền có thể khống chế, bảo đao, cất cánh cảm giác, đặc biệt mang cảm giác. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn bảo đao còn hiện ra khôi giáp bộ dáng. Ngự đao phi hành bước thứ hai tu luyện, tiến hành vẫn như cũ rất thuận lợi. Thư hàng ngươi trên đao đạo thiên phú quả nhiên rất không tệ. Tô thị A thập lục đạo, từ đao thiền đến để đao phiêu phù, tống thư hàng đều là một lần liền thành công. Dù sao đây là hy sinh tất cả kiếm đạo thiên phú về sau, mới đổi lấy dùng đao thiên phú. Tống thư hàng nhả rãnh nói. Nguyên bản giấc mộng của hắn một mực là trở thành kiếm tiên tới, chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới mình đùa nghịch đao đùa nghịch như thế trượt. Tiếp đó, người trước tiếp tục quen thuộc một cái quá trình này, sau đó thử để, bảo đao, trên không trung tiến hành các loại động tác, chờ bảo đao có thể theo tâm ý của người hành động lúc, liền có thể tiến hành xuống một cái giai đoạn, độn quang, tu luyện. Tô thị A thập lục nói ra, nàng hiện tại đặc biệt có lão sư phạm. Tốt, Tống thư hàng đáp. Hắn tiếp tục bắt đầu luyện tập ngự đao quá trình, các loại thích ứng để bảo đao lơ lửng về sau, thư hàng bắt đầu nếm thử bước kế tiếp đột nhiên. Hắn đầu tiên là khống chế, bảo đao tiếp tục trên dưới toán loạn một trận, sau đó bắt đầu thử nghiệm để bảo đao tiến lên, lui lại, quay đầu, xoay quanh chờ những cơ sở này động tác thuần thục về sau tống thư hàng lại khống chế bảo đao tiến hành s đường cong phi hành xoay tròn lấy tiến lên dừng ngay rút lui các loại động tác những động tác này tương đối phức tạp ngay từ đầu sử dụng bảo đao động tác cùng tống thư hàng tâm ý ở giữa sẽ có chút trì hoãn liền cùng sớm mấy năm chơi game online lúc gặp gỡ mạng lưới trì hoãn đồng dạng tống thư hàng chỉ lệnh phát ra ngoài bảo đao lại thoáng thẻ dừng một cái mà khi tống thư hàng cùng bảo đao ở giữa xuất hiện trì hoãn lúc, trong đan điền, thánh ấn, liền sẽ có chút sáng lên, nó trực tiếp cùng mập kình ngư đan kết nối, tăng cường tống thư hàng cùng bảo đao phách toái ở giữa kết nối. Cái này giống như là tống thư hàng nguyên bản sử dụng chính là một mét băng thông rộng, tại thánh ấn, ra trì hạ trong nháy mắt liền có thể tăng cường đến 100 mét trở lên trình độ. Sau một khắc, bảo đao phách toái cùng tống thư hàng ở giữa trì hoãn liền bị triệt để đánh nát, các loại sức tưởng tượng động tác không ngừng thoáng hiện. Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Lần này độ kiếp về sau, vốn cho là thu hoạch lớn nhất là gia trì trên người công nước xả Mỹ nhân công nước chi lực, không nghĩ tới cái này mai, thánh ấn, không ngừng mang cho hắn kinh hỉ Có thánh ấn gia trì cùng trợ giúp, Tống Thư Hàng cùng bảo đao ở giữa ăn ý càng ngày càng mạnh, tâm ý khẽ động, áo giáp trạng phách toái bảo đao liền có thể biến hóa ra các loại sức tưởng tượng động tác. Trong nháy mắt ra tốc, dừng chuyển biến, thẳng đứng lên không, xoắn ốc bay múa, nguyên địa đại phong xa, ép đường cong tiến lên. Tống thư hàng chơi rất này, ngựa đao, quá trình, để hắn hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Khi còn bé hắn rất ưa thích chơi điều khiển máy bay, đáng tiếc đồ chơi loại điều khiển máy bay luôn luôn không cách nào làm ra tống thư hàng muốn tư thế, để hắn lúc đó rất là tiếc nuối. Mà bây giờ, không trùng bay múa bảo đao phách toái theo hắn tâm ý hành động, nghĩ bày ra cái gì tư thế cũng không có vấn đề gì, để hắn rất là tận hứng trọn vẹn nửa giờ sau, trong hư không bảo đao phách toái xoay nhanh trở về, trôi nổi tại tống thư hàng bên người, chìm chìm nổi nổi. Giai đoạn này tu luyện cũng có một kết thúc. Thập lục, ta ta cảm giác cùng bảo đao phách toái ở giữa ăn ý đã đủ rồi, chúng ta tiến hành bước kế tiếp đi. Tống thư hàng nói, tô thị A thập lục cầm ra điện thoại nhìn đồng hồ, từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ chung qua một giờ, thời gian nghỉ chưa còn rất sung túc. Thế là, nàng nhẹ gật đầu, thời gian còn rất đủ, vậy chúng ta bắt đầu luyện tập độn quang đi. Độn quang chia làm hai loại, một loại là ngự kiếm đao phi hành, lúc độn quang, loại này độn quang theo đuổi liền là tốc độ, đồng thời phần lớn độn quang bên trong cũng còn sẽ bổ sung một chút tị phong, tị thủy, tị lôi, tị hỏa, tị thổ, loại hình công năng để tu sĩ tại ngự kiếm đao lúc phi hành có thể thư thích hơn. Một loại khác là ngự đao thuật, lúc sử dụng tính công kích độn quang, tu sĩ tâm niệm vừa động, phi kiếm hoặc là bảo đao ngàn dặm bên ngoài lấy đầu người cực, dùng liền là loại công kích này hình độn quang. Nói tóm lại, trước mặt đao thiền, khống chế bảo đao phi hành trình tự, tại toàn bộ tu chân giới đều là thông dụng, tương quan không có mấy. Các đại môn phái, tu chân thế gia, kiếm đột, đao đột, chi pháp chân chính khác nhau chỗ, ngay tại ở độn quang. Mà Tô Thị A thất thông qua A thập lục ủy nhiệm cho Tống Thư Hàng độn quang, là hắn tự sáng tạo độn thuật. Ngự đao phi hành thuật đao độn bá vương, cùng ngự đao thuật ngự đao nguyệt quang, hai loại đao độn chi pháp đều là A thất hắn tự sáng tạo, cho nên có thể truyền thụ cho tô thị bên ngoài người. Chỉ cần thư hàng ngươi đừng lại ngoại chuyện là đủ, tô thị A thập lục nói. Ta minh bạch, tống thư hàng gật đầu nói. Trừ phi có tô thị A thất đồng ý, nếu không hai loại độn thuật tống thư hàng tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Bất quá đao độn bá vương cùng ngự đao nguyệt quang hai cái này kỹ năng danh tự chỉ có thể nói rất có thiên hà tô thị đặc sắc cách thức. Tô thị A thập lục mỉm cười, cùng tống thư hàng giảng giải hai loại đao độn chi pháp. A thất sáng tạo đao độn bá vương, lấy nghĩa tại chi ý, một chiêu này, đao độn, chi pháp chia làm hai bước. Bước đầu tiên là bình thường đao độn chi quang, mà bước thứ hai, thì là một loại bộc phát trạng thái, cái này bước thứ hai mới thật sự là bá vương trạng thái, một khi kích hoạt, mạnh mẽ đâm tới, Lực sát thương to lớn khuyết điểm duy nhất cũng là bởi vì lực bộc phát của nguy lực quá lớn, không cách nào dễ ngoặt, cho nên A Thất mới cho nó đặt tên là Bá Vương. Nhưng mà coi như không cách nào dễ ngoặt, nhưng là nó cuồng bạo tốc độ hoàn toàn có thể đền bù khuyết điểm này. Một khi bị đao độn Bá Vương trạng thái khóa chặt, nếu như không có viễn siêu tống thư hàng mấy lần tốc độ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị nghiền ép. Mặt khác ngoại trừ va chạm bên ngoài chiêu này đao độn Bá Vương thẳng tắp tốc độ chạy trốn cũng là cực nhanh chỉ cần bắt được thời cơ, siêu, một cái, bộc phát ra, liền có thể thoát ly chiến trường, nhanh chóng chạy đi. Một chiêu khác ngự đao thuật nguyệt quang, A à thất nghĩ biểu đạt có ý tứ là. Ngự đao thuật tế lên lúc, bảo đao sẽ hóa thành một vòng ánh trăng, lặng yên vô tức, chém về phía địch nhân. Cũng không biết tống thư hàng đến lúc đó, khôi giáp bảo đao có thể thành công hay không hóa thành ánh trăng. Ngẫm lại đều cảm giác độ khó không nhỏ. Cùng trước đó đồng dạng, Tô thị A thập lục trước tự mình cho Tống thư hàng biểu diễn hai loại, đao độn chi pháp, sau đó lại đem nguyên lý tinh tế cùng hắn giảng thuật một lần. Chờ xác định Tống thư hàng nắm giữ nguyên lý về sau, Tô thị A thập lục liền để Tống thư hàng chính mình nếm thử một lần. "Thử trước một chút, ngự đao phi hành đi." Tống thư hàng nói. So với ngự đao thuật đến, hắn càng chờ mong ngự đao phi hành, năng lực này. Đầu tiên, Tống thư hàng tâm niệm vừa động, bảo đao phách toái lơ lửng, lơ lửng ở bên cạnh hắn. Thư hàng án lấy Tô Thị A thập lục dạy bảo phương pháp, thi triển đao độn bá vương, tại bảo đao phách toái phía trên ngưng tụ độn quang. Chỉ cần có thể thành công ngưng tụ độn quang, hắn liền có thể trực tiếp đạp trên độn quang cất cánh. Nói thật, đang vì bảo đao phách toái ngưng tụ độn quang trong nháy mắt, tống thư hàng trong lòng hơi có chút kích động. Từ bước vào tu chân giới bắt đầu tu luyện lên, hắn liền đối, ngựa kiếm phi hành, tràn đầy hướng tới. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc muốn bằng lấy lực lượng của mình, bay lên không chung. Tống Thư Hàng đưa tay tại bảo đao phách toái bên trên phất một cái, sau đó có một tầng nhàn nhạt độn quang hiển hiện, bao phủ áo giáp trạng thái phách toái thân đao đao ý khôi giáp nửa đường tán đi một lần, bất quá Tống Thư Hàng lại lần nữa rót vào. Dù sao luyện tập, ngự đao phi hành, quá trình bên trong, có đao ý hiệp trợ, tu luyện sẽ làm ít công to. Nhiều nhất về sau nắm giữ ngự đao phi hành về sau, phổ thông trạng thái, ngự đao phi hành, lúc, không vì phách toái tăng thêm đạo ý là được. Độn quang bao phủ phách toái, bởi vì là lần thứ nhất ngưng tụ độn quang, cho nên tống thư hàng hóa ra độn quang lộ vẻ rất không đều đều. Có nhiều chỗ độn quang so sánh dày, có nhiều chỗ độn quang khá mỏng. Đồng thời, độn quang biên giới cũng như tranh chiều tượng đồng dạng hỗn loạn. Nhưng nói tóm lại, vẫn là thành công ngưng tụ ra độn quang. Mặc dù nhìn hình dạng có chút xoa, nhưng là tầng trời thấp bay một hồi cũng không có vấn đề a. À. Tống Thư Hàng nói, giơ chân lên dẫm lên độn quang. Răng rác, khi hắn dẫm lên độn quang trong nháy mắt, bao phủ phách toái đao độn quang liền vỡ vụn. Xấu hổ, ta thể trọng không có khoa trương như vậy chứ. Thư Hàng ngươi không cần nóng lòng, ổn quyết tâm đến mới hảo hảo thử một chút. Tô Thị A thập lục đạo, trên thực tế tu luyện độn quang lúc, không có nhiều người là một lần liền có thể thành công. Tống Thư Hàng cười cười, tập trung ý chí, lần nữa đưa tay phất một cái, vì phách toái tăng thêm, độn quang. Lần này, độn quang hình dạng so với một lần trước muốn tốt rất nhiều, chỉ ít biên giới nhìn góc độ mượt mà rất nhiều. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, lần nữa bước ra chân đến dẫm mạnh. Răng rác, độn quang lại nát. Không có việc gì, thất bại là thành công mụ mụ. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau đó lại lần đưa tay phất một cái, vận chuyển đao độn bá vương, vì bảo đao phách toái gia tăng độn quang. Lần này, độn quang nhìn qua càng hoàn mỹ hơn một chút, đặc biệt là độ dày cũng trở nên đều đều rất nhiều. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác mình luyện tập lại mấy lần, liền có thể đem, đao độn bá vương, triệt để nắm giữ. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị lần nữa nhấc chân, đem, độn quang, dẫm nát, sau đó lại thử một lần lúc, đột nhiên một đầu vàng óng ánh xả vĩ ba rũi tới, đâm tại độn quang bên trên. Răng rác độn quang bể nát. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, quả nhiên phát hiện công đức xà mỹ nhân hiện thân. Gặp Tống thư hàng nhìn về phía nàng lúc, công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu thân hình của nàng phát sinh một chút biến hóa, huyền thánh về sau, cái kia to lớn công đức chi lực dung nhập trong cơ thể của nàng, để nàng lại tiến hóa một điểm. Thay đổi lớn nhất thuộc về phần eo của nàng, nguyên bản nơi đó có một nửa đều thuộc về đuôi rắn, khu vực, nhưng bây giờ đuôi rắn khu vực di động xuống dưới, cởi biến ra hoàn chỉnh bờ eo thon. Tống Thư Hàng nhíu mày, người tại sao lại đi ra rồi? Lại nói, hắn hiện tại không có nhận công kích loại hình A. Vì cái gì công đức xà mỹ nhân lại đột nhiên hiển hiện? Tống Thư Hàng vừa dứt lời, công đức xà mỹ nhân đột nhiên một khuất thân, bàn tay nhỏ của nàng tại, bảo đao phách toái, bên trên phất một cái. Sau một khắc, một thước chuẩn thì, hình sáu cạnh, độn quang xuất hiện tại bảo đao phách toái bên trên. Đón lấy, tại Tống Thư Hàng một mặt mộng bức trạng thái bên trong, công nước xà mỹ nhân nhảy lên, nhảy lên bảo đao phách toái. Siêu, bảo đao phách toái phóng lên tận trời, lập tức lẻn đến gần 500 m không chung. Đạt tới độ cao này về sau, công đức xà mỹ nhân bắt đầu nàng biểu diễn. Bảo đao phách toái xoay tròn, nhảy vọt, nhẹ nhàng di chuyển, tám chữ múa, chơi nhưng trượt. Nàng giống như là đang dùng thực lực trào phúng tống thư hàng người cái này yếu gà, thử nhiều lần như vậy cũng còn không có ngưng tụ ra thành công độn quang. Tống thư hàng, tô thị A thập lục. Uy, mau xuống đây A, đừng làm rộn, ta còn muốn luyện tập ngự đao phi hành A. Tống thư hàng hướng về phía trên bầu trời hét lớn, tên công đức xà mỹ nhân quá khó đọc, tống thư hàng đến bây giờ cũng còn gọi không ra tên của nàng. Trong hư không công đức xà mỹ nhân ngừng vừa đến, nhìn về phía tống thư hàng, méo một chút đầu, một mặt vẻ mờ mịt. Nhanh cho ta xuống tới, tống thư hàng kêu lên công đức xà mỹ nhân tựa hồ hiểu rõ ra sau đó thân hình của nàng chậm rãi ngã về phía sau té ngã tại bảo đao độn quang bên trên a a a a thu tống thư hàng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nàng truyền ra sau đó đầu nàng nghiêng một cái chết rồi cứ như vậy chết tại bảo đao bên trên bảo đao nâng nàng lơ lửng giữa không trung chìm chìm nổi nổi tống thư hàng tô thị a thập lục bảo đao trôi lơ lửng một lát sau công đức xà mỹ nhân đột nhiên mở to mắt, lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục. Nhìn thấy hai người một mặt im lặng bộ dáng về sau, nàng lại lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết. Tống Thư Hàng, lần này thăng cấp về sau, công đức xà mỹ nhân biến càng thêm cổ quái. Công đức của ta chi quang quả nhiên có vấn đề. Tống Thư Hàng ở trong lòng đối công đức xà mỹ nhân uy hiếp nói. Nói thật, chuyện cho tới bây giờ, Tống Thư Hàng đã không cách nào đem công đức xà mỹ nhân, xem như thuần túy công đức chi quang, có trời mới biết lại tiến hóa xuống dưới về sau, ra hỏa này lại biến thành cái gì bộ dáng. Đang nghe Tống Thư Hàng tiếng lòng về sau, trong hư không công đức xà mỹ nhân đột nhiên lăn một vòng, cuộn lại cái đuôi, ngồi tại bảo đao bên trên. Sau một khắc, nàng nhu thuận ngự đao đáp xuống Tống Thư Hàng bên người. Rất tốt, trở lại trong cơ thể ta đi, đừng có lại quấy rối. Tống Thư Hàng hài lòng nói. Công đức xà Mỹ nhân méo một chút đầu, sau đó nàng về tới Tống Thư Hàng thể nội. Bất quá, nàng cũng không hề hoàn toàn trở về Tống Thư Hàng thân thể, mà là hiện lên, phòng ngự, trạng thái, đem hắn thân thể bao khỏa. Mà lúc này, Tống Thư Hàng một lần nữa khống chế bảo đao phách toái lơ lửng, hắn đưa tay tại trên thân đao phất một cái. Sau đó, một thước chuẩn thì hình sáu cạnh, độn quang, xuất hiện tại trước mắt hắn, liền cùng công đức xả mỹ nhân biến ra độn quang giống nhau như đúc. Tống Thư Hàng đưa tay nhìn qua phụ trên người mình công đức chi quang. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại vừa rồi quá trình. Sau đó, hắn hủy bỏ bảo đao phách toái bên trên độn quang. Công đức xà mỹ nhân minh bạch tống thư hàng ý tứ, lần này nàng thân thể toàn bộ rút vào thân thể của hắn, không còn ảnh hưởng hắn luyện tập đao độn chi pháp. Một lần nữa, tống thư hàng đưa tay tại bảo đao bên trên phất một cái, sau một khắc, có tiêu chuẩn hình tam giác độn quang xuất hiện tại bảo đao phía trên. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn giơ chân lên bước về phía trước một bước, bảo đao phách toái tự chủ bay đến dưới chân hắn, đem hắn thân hình nâng. Lần này, độn quang không tiếp tục nát. Chương 1050, mời Bạch Tiền Bối phê duyệt. Tống Thư Hàng cái chân còn lại nâng lên, cả người đứng ở bảo đao phách toái bên trên. Lần này, độn quang vững vàng gánh chịu được hắn thân hình. Đi, Thư Hàng bấm một cái thủ ấn, bảo đao phách toái chờ hắn phóng lên tận trời. Cái này một đợt, không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng ngự đao khải phi hành, thuận lợi tầm chừng 10 thước không trung bắt đầu xoay quanh bay múa. Bởi vì là lần đầu phi hành, hắn không dám bay quá cao. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng còn trên người mình mặc lên đao ý khôi giáp để phòng vạn nhất. Có cái này thân đao ý khôi giáp tại, coi như mất đường từ không trung rơi xuống, té ngã trên đất lăn hai vòng cũng sẽ không thụ thương tô thị a thập lục hai tay ôm đầu gối nhìn qua không trung bay múa tống thư hàng trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên suy nghĩ về sau nàng lại lấy điện thoại cầm tay ra cho tống thư hàng chụp mấy bức ảnh chụp bay một vòng về sau tống thư hàng ngừng lại hạ xuống mặt đất cảm giác thế nào tô thị a thập lục hỏi cảm giác thật tốt so với lái phi cơ còn thoải mái loại này hoàn toàn bằng vào mình lực lượng bay lên không trung cảm giác siêu thoải mái tống thư hàng cười trả lời mà lại không biết có phải hay không tâm lý ảo giác phản hắn cảm giác mình ngự đao phi hành về sau chứng sợ độ cao lập tức liền khôi phục rất nhiều dù sao hiện tại coi như hắn từ trên không trung đến rơi xuống cũng không cần e ngại bởi vì ra biết bay a à. vậy ngươi còn muốn đang phi kiếm hóa trang hàng rào sao tô thị a thập lục cười nói nàng từng nghe qua tống thư hàng tương lai muốn đang phi kiếm hóa trang hàng rào môn luận trang tống thư hàng cắn răng nói chờ ta thuần thục nắm giữ ngự đao phi hành về sau liền lại đi đặt trước chế một thanh phi kiếm phi kiếm thể tích phải lớn sau đó lại mang một vòng hàng rào dạng này lần có cảm giác an toàn ha ha tô thị a thập lục hai mắt cười nheo lại vậy kế tiếp có muốn thử một chút hay không ngự đao thuật ừm um, trước chờ ngoan để cho ta hoãn một chút sau đó lại luyện một chút ngự đao phi hành, tiếp lấy luyện thêm ngự đao thuật. Tống Thư Hàng đáp, lý luận hắn đều đã nắm giữ, tiếp xuống liền dựa vào thực tiến cùng nhiều hơn luyện tập. Nói xong, Tống Thư Hàng ngồi vào tô thị A thập lục bên người, dò hỏi, đúng rồi thập lục, người công pháp bên trên tai họa ngầm làm xong sao? Hắn nhớ kỹ lúc trước tô thị A thập lục thụ thiên kiếp thương thế lúc, từng cùng hắn trò chuyện lên qua cái đề tài này. A thập lục nói qua, nàng lúc trước sở dĩ sẽ độ kiếp thất bại, cùng nàng tu luyện công pháp xảy ra sai sót cũng có quan hệ. Lần kia thiên kiếp cường độ, lấy nàng thực lực là có thể vượt qua. Nhưng là thiên kiếp đưa tới nàng trong tu luyện ám thương, mới đưa đến nàng độ kiếp thất bại, kém chút thân tử đạo tiêu. Công pháp bên trên tai họa ngầm đã giải quyết ta được đến một thiên càng thích hợp ta tu luyện công pháp, tấn cấp tứ phẩm sau khi thành công, ta liền bắt đầu tại chuyển tu công pháp mới. Cho đến bây giờ, trong cơ thể ta tiên thiên chân nguyên đã không sai biệt lắm toàn chuyển đổi thành mới công pháp thuộc tính. Tô Thị A thập lục trả lời. Dạng này liền tốt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó móc ra một viên khôi phục chân khí đan dược ăn vào, khôi phục mình tiêu hao. Tạ ơn, Tô Thị A thập lục đột nhiên nhỏ giọng nói. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là tận lực làm ta có thể làm sự tình. Mà lại, A thất tiền bối không phải cũng cho ta thù lao nha. Tống Thư Hàng cười nói a thất thù lao là a thất chính mình quyết định ta về ta đây là hai chuyện khác nhau tô thị a thập lục nhếch miệng lên cái đầu nhỏ có chút sờ lên ta sẽ dùng ta chính mình phương thức đến đáp tạ ngươi tống thư hàng tốt ga à, vậy ta liền không khách khí nhận lấy hai phần thù lao đi hi hi nhưng ta còn chưa nghĩ ra làm sao đáp tạ ngươi chờ ta nghĩ đến sau lại nói tô thị a thập lục dứt lời lại lấy ra điện thoại di động của mình mở ra nói ngươi vừa rồi bay thử lúc ta cho ngươi chụp mấy bức ảnh chụp muốn nhìn không phát ta xem một chút tống thư hàng đạo đây là hắn lần thứ nhất ngự đao phi hành hình tượng rất có kỷ niệm ý nghĩa nếu như vừa rồi có thể thu cái coi thường nhiều lần thì tốt hơn muốn hay không phát trong đám để các tiền bối cũng nhìn xem a à thập lục hỏi tống thư hàng nghĩ nghĩ nói cũng tốt cái kia trực tiếp phát trong đám ta đi trong đám tổn đồ a à thập lục cười một tiếng ngón tay tại cửu châu nhất hào quần bên trong thật nhanh bắt đầu huy động. Một lát sau, hết thảy 12 tấm đồ, từ tống thư hàng đao thiền trạng thái, đến để bảo đao lơ lửng, đến tống thư hàng lần đầu nếm thử ngưng tụ, độn quang, lại đến tống thư hàng tại cao 10 mét không ngự đao phi hành hình ảnh. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Trong đám đạo hữu nhóm gần nhất online xuất rất cao, đều đang trò chuyện liên quan tới thiên kiếp biến ảo chủ đề. Hiện đại hóa thiên kiếp, để cửu châu nhất hào quần, bên trong mấy vị sắp đứng trước thiên kiếp thành viên, lá gan bộ ẩn ẩn run rẩy. Trong đám hiện tại nói chuyện chủ đề đều là ứng đối ra sao hiện đại hóa thiên kiếp, cùng thiên kiếp đạo đạn uy lực đến tột cùng như thế nào vấn đề. Trước mắt, đã ngay tại độ hiện đại hóa thiên kiếp bạch tôn giả, còn tại thiên kiếp thế giới, bên trong, trầm mê ở soát thiên kiếp không cách nào tự kiềm chế, đến bây giờ đều không có đi ra. Cho nên, chúng đạo hữu không cách nào đạt được thiên kiếp đạn đạo uy lực chi tiết cặn kẽ. Diệt Phượng công tử, nếu có thể đạt được đạn đạo thiên kiếp chi tiết cặn kẽ liền tốt, đoàn người trong lòng cũng có thể có cái chuẩn bị. Đông Phương Tĩnh Tuyết, đúng rồi, lại nói thất sinh phù phù chủ còn có thư hàng tiểu hữu bọn hắn thiên kiếp, là không phải cũng là hiện đại hóa thiên kiếp. Nếu như là, cái kia để bọn hắn đi ra tâm sự độ kiếp kinh nghiệm chứ sao? Nàng thật vất vả từ giải cấm trạng thái bên trong khôi phục, đã lâu nổi lên. Vì có thể sớm một chút giải cấm nàng không thể không cùng Hoàng Sơn chân quân ký kết chí ít thời gian một năm, không cho phép tại cửu châu nhất hào quần bên trong nhấc lên Hoàng Sơn đại ngốc chi ca khuất nhục điều ước mới từ cấm ngôn trạng thái bên trong phóng thích ra ngoài. Bắc Hà chân quân thất sinh phù phù chủ bế quan cùng cố cảnh giới đi, hắn lần này nhân họa đắc phúc, ngưng tụ bát long văn kim đan đoán chừng còn muốn bế quan một đoạn thời gian, lại nói chúng ta trong đám ngưng tụ bát long văn kim đan đạo hữu cũng không nhiều a. À. Lạc Trần Trân Quân đã biết bát Long Văn Kim Đan không cao hơn 10 ngón số lượng. Cái kia thư hàng tiểu hữu đâu? Đông Phương Tĩnh Tuyết lại hỏi. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A thập lục thượng tuyến, liền soát 12 tấm tống thư hàng luyện tập ngự đao phi hành ảnh chụp. Nha, thư hàng tiểu hữu tại học ngự đao phi hành. Bắc Hà Trân Quân nói. Diệt Phượng Công Tử hỏi, tống thư hàng đây là cùng với thập lục sao? Là thập lục ngươi đang dạy thư hàng tiểu hữu luyện ngự đao phi hành. Tô thị A thập lục, ừm. Ta nhìn thư hàng tiểu hữu độn quang, không phải hàng thông thường ngự đao phi hành thuật A. Thập lục ngươi sẽ không đem tô thị ra truyền, ngự đao chi pháp truyền ra ngoài A. Cuồng đao tứ lãng mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra trong tấm ảnh tống thư hàng, ngự đao phi hành thuật, không giống bình thường, dù sao hắn sóng người nào đó cũng là dùng đao người trong nghề. Tô thị A thập lục là A thất tự sáng tạo ngự đao thuật, A thất để cho ta truyền dạy cho thư hàng. Cho nên không có vấn đề. Thất tu tôn giả, ta còn tưởng rằng Tống Tiểu Hữu sẽ đi luyện chiêu kia, kéo đao thuật, chiêu kia kéo đao thuật ngoại trừ tư thế bên ngoài, kỳ thật còn rất không tệ. Tô thị A thập lục, thập lục ngươi để thư hàng tiểu hữu có rảnh đi đem cái kia kéo đao thuật bắt đầu luyện, tương lai nhất định có thể dùng tới được. Tô thị A thập lục, khuôn mặt tươi cười biểu lộ tốt, bảy thu tiền bối. Kỳ thật không cần nàng chuyển cáo, Tống thư hàng ngay tại bên người, có thể nhìn thấy tin tức này. Hôm nay đạo hiệu cha còn không có lấy ra Vũ Nhu Tử y. Tống Tiền Bối đã bắt đầu học ngự đao phi hành, thật là lợi hại, đáng tiếc ta dùng chính là kiếm, nếu không ta cũng có thể cùng Tống Tiền Bối cùng một chỗ luyện tập ngự đao thuật. Trong đám chúng các tiền bối, nhìn thấy Vũ Nhu Tử hôm nay biệt danh về sau, trong lòng nhao nhao vì linh điệp tôn giả điểm sát. Tại đã trải qua nhiều ngày như vậy về sau, linh điệp tôn giả rốt cục hết thời, không lấy ra càng nhiều đạo hiệu sao? Cuồng đao tam lãng càng cảm giác hơn cơ trí của mình, đạo hiệu bên trong mang số lượng mới là vương đạo A, hắn có thể từ cuồng đao tam lãng biến thành tứ lãng, chỉ cần hắn vui vẻ, còn có thể biến thành ngũ lãng lục lãng thất lãng, một mực lãng xuống dưới. Đừng nói là một năm, liền xem như một tỷ năm, đạo hiệu của hắn đều có thể một ngày đổi một cái. Dược sư, đợi chút nữa, chủ đề lại sai lệch A. Không phải muốn tìm tống thư hàng tiểu hữu đi lên tâm sự, hiện đại hóa thiên kiếp, sự tình sao bá đao tống nhất, thư hàng, người có ở đó hay không tuyến. Bên trên dược sư hào, là Giang Tử Yên, nàng gần nhất hơi chú ý, hiện đại hóa thiên kiếp, bởi vì dược sư cũng cách độ kiếp không xa. Tống thư hàng mới vừa đem mình, ngự đao phi hành, ảnh chụp tồn tốt, liền nhận được trong đám triệu hoán. Bá đao tống nhất, ừm, ta cùng thất sinh phù tiền bối độ kiếp, cũng là hiện đại hóa thiên kiếp, chúng ta đã trải qua đạn đạo, xe tăng cùng đạn hạt nhân thiên kiếp tẩy lễ đạn đạo thiên kiếp con số cụ thể lấy thất sinh phù tiền bối bày ra phòng ngự phù trận làm tiêu chuẩn. Đạn đạo thiên kiếp tại bạo tạc thời điểm, thất sinh phù tiền bối phù trận trong nháy mắt liền bị phá hủy. Sược sư, diệt phượng công tử, thất sinh phù phù chủ mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng hắn bày ra phù trận liền ngũ phẩm cấp công kích đều có thể đỡ một chút. Trong nháy mắt bị phá hủy, cái này đạn đạo thiên kiếp uy lực lớn bao nhiêu. Cũng may Tống Thư Hàng lại trả lời bất quá chúng ta lúc ấy độ thiên kiếp là dị biến sản phẩm, đạn đạo thiên kiếp uy lực có thất phẩm cộng cấp bậc. Cho nên, số liệu này chỉ có thể cho các tiền bối tham khảo một chút. Đây là lúc trước Tống Thư Hàng, giám định bí pháp, giám định ra tới số liệu. Đồng thời, Thư Hàng liền nghĩ tới Bạch Tôn giả soát một nhà kho, thiên kiếp đạn đạo cùng thiên kiếp đạn hạt nhân. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ thiên kiếp đạo đạn uy lực, hắn cái này vừa vặn đã có sẵn. Bất quá những này đạn đạo thiên kiếp quyền sở hữu là bạch tiền bối, thật muốn điều động, phải trước cùng bạch tiền bối xin một cái. Không bằng hiện tại liền cùng bạch tôn giả xin thử một chút. Muốn làm liền làm, bởi vì hiện tại thư hàng cùng A thập lục đều không có mang giấy cùng bút, trong tay có chỉ có thụ yêu, mễ lộ lộ một cái nhánh cây. Thế là, tống thư hàng dẫn theo bảo đao phách toái, tìm khối khá lớn điểm hòn đá, đưa nó cắt thành phiến đá. Sau đó, dùng thụ yêu nhánh cây kia ở tại bên trên viết một đoạn văn tự. Bạch tiền bối, xin điều động ba cái thiên kiếp đạn đạo, để mà nghiên cứu thiên kiếp đạo đạn số liệu. Xin tiền bối phê duyệt. Giải quyết, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem phiến đá chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại quay vòng đến thiên kiếp thế giới tay trái. Ước chừng ba hơi sau, Tống Thư Hàng cảm ứng được tay trái động tính, cũng đem phiến đá thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời về tới. Phiến đá bên trên, Bạch Tôn giả ấn cái ngón cái ấn, cùng sử dụng ngón tay chọc lấy cái chữ chuẩn. Audio điện tử Võ Tấn bền. Khết tập 72.